Buổi học này tôi sẽ ghi hình lại hết. Tôi sẽ gỡ cái đường link của cái video cho các anh chị ha. Thì cái nội dung của mình là cái phần xác suất thống kê, không? Thì ở đây đó thì mình có thể điểm qua một số cái nội dung sơ lược của nó về 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 cái môn học này. Thì ở đây là cái học phần xác suất thống kê đó, thì nếu mà các anh chị nào mà có học mấy cái ngành kỹ thuật ở đại học đó thì chúng ta đã có học rồi, không? Thì nó có gồm những cái phần như sau. Thứ nhất là mình nói về biến cố và xác suất. Biến cố này xác suất thì cái này là người ta gọi là xác suất cổ điển đó, biến cố và xác suất. Rồi cái phần hai là mình nghiên cứu về biến ngẫu nhiên, tức là một cái mình nói nôm na giống như kiểu mình số hóa cái biến cố để mà tính xác suất nó dễ hơn đó, thì cái này là biến ngẫu nhiên. Là chương 2 là biến ngẫu nhiên nè. Rồi chương 3 là một số phân phối xác suất thường dùng, tức là cái biến ngẫu nhiên này nó có một cái luật phân phối, mà những cái luật phân phối nó thông dụng đó thì nó nằm ở chương 3, làm nghiên cứu nằm ở chương 3. Đó là cái phần xác suất. Còn cái phần thống kê đó là mình nghiên cứu lại các cái phần như là cách thức mình lấy mẫu, không? Rồi mình xử lý mẫu. Xử lý mẫu này thì có nhiều vấn đề, nhưng mà chủ yếu là mình sẽ lập cái bảng phân phối tần số tần suất của mẫu thôi. Rồi cái phần chương 4 này thì nó có một cái vấn đề nữa là mình ước lượng tham số. Ước lượng tham số. Chẳng hạn như mình muốn ước lượng cái chiều cao của những cái con gà xuất chuồng, chiều cao xin lỗi cái khối lượng trung bình của những con gà xuất chuồng, thì nó nằm ở trong cái phần chương 4 này. Còn cái phần chương 5 đó là kiểm định giao thiết thống kê. Chẳng hạn như mình muốn quyết định đưa ra cái phán đoán về cái chiều cao trung bình của người Việt Nam như thế nào đó, không, thì nó nằm ở chương chương 5 này. Chương 5 là kiểm định giao thiết thống kê. Rồi cái chương 6 là cái tương quan và hội quy, tức là mình tương quan có nghĩa là mình xem coi xét giữa các cái biến của mình nó có mối quan hệ với nhau không? Không. Đấy, thì cái nội dung của mình ôn tập nó là nó những cái phần đó. Thì có thể là mình đối với những cái phần này có thể là mình đã bỏ lâu rồi, nhiều khi mình học đại học xong rồi cái ra trường rồi cái nào mình đi làm này kia đó, thì bỏ lâu rồi, nhiều khi mình cũng quên đi ha. Cho nên là tôi sẽ cố gắng nói cho kỹ, cho chậm những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý để mà thi thôi. Xin chào bạn Hiền Nguyễn. Bạn Hiền Nguyễn nè. Còn tôi trình bày như vậy là bạn có thấy được cái màn hình nè. Bạn chị Hiền phải không? Chị cái đây là tôi thấy cái avatar để Hiền Nguyễn nè. Thì chị Hiền ơi. Không thấy có mặt gì nha. Rồi chị Phạm Thị Phương Thảo có mặt không ạ? À? À, tôi thấy cái hình ở trên đây là anh Thủy phải không? Dạ phải. Lúc nãy tôi trình bày lên vậy thì anh có thấy cái tài liệu ở trên máy của tôi không? Dạ Thấy thấy. có rõ không? Dạ, Dạ thấy rõ. cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình đi vào cái nội dung bài học hôm nay luôn ha. Thì trước tiên là mình nói về cái thứ nhất là mình nói về cái phép thử và biến cố nè. Không, thì đang nằm ở chương 1 đó, biến cố và xác suất.
Thì khi nói về xác suất á, thì nó gắn liền với cái biến cố hay là gọi sự kiện đó, thấy không? Cái chữ tiếng Anh nó gọi là cái chữ event, là dịch cho tiếng Việt mình dịch là biến cố hoặc là sự kiện cũng được, thấy không? Thì cái chỗ này mình gọi nó là biến cố hoặc là sự kiện, cái chữ event đó, trong tiếng Anh. Thì khi mà mình thì làm sao để có cái biến cố này, thì mình phải có cái phép thử thì mới sinh ra biến cố, phải không? Thì nó có phép thử mới sinh ra biến cố, rồi có biến cố thì mình mới đi đo lường cái khả năng xuất hiện của biến cố đó, nó mới xuất hiện cái chữ xác suất, không? Như vậy thì mình đầu tiên là mình sẽ có cái phép thử nè. Phép thử thì nó sẽ cho xuất hiện cái biến cố thì rồi sau đó là mình mới đi định nghĩa xác suất để mình tính xác suất của biến cố này. Như vậy thì khi nói xác suất thì mình hiểu nó là xác suất của một biến cố, không chứ không nói xác suất không không được. Xác suất là xác suất của một biến cố nào đó. Như vậy thì ở đây cái phép thử nó là cái gì? Thì phép thử là một cái thí nghiệm hay một cái quan sát nào đó mà trước khi tiến hành mình sẽ không biết kết quả nào sẽ xảy ra, không biết chắc, không không biết chắc kết quả nào sẽ xảy ra, nhưng mà mình có thể mô tả được tất cả các kết quả có thể xảy ra của cái thí nghiệm đó. Thì tập hợp tất cả các kết quả này là mình gọi là không gian mẫu của phép thử, không? Thì nó được ký hiệu nó là cái chữ omega, cái chữ này đọc là omega. Và mỗi cái kết quả của phép thử đó thì nó gọi là một cái biến cố sơ cấp, và nó ký hiệu bằng cái chữ omega nhỏ này. Cái chữ này đọc là cũng omega nữa, là cái này là omega viết thường, này là omega viết hoa đó, không? Đấy. Thì mình lấy ví dụ đơn giản thế này: khi mình gieo một cái đồng xu á, gieo một cái đồng xu thì nó là một cái phép thử, không? Gieo một đồng xu phép thử thì bây giờ đó là mình sẽ ký hiệu hai cái kết quả của nó là S và N. S là xuất hiện cái mặt sắt. Thì ví dụ như cái đồng xu mà 5.000 của mình đi, thì cái hình mà nó có hiện cái số 5.000 lên đó thì mình gọi là mặt ngửa, tức là nó hiện cái số lên gọi là mặt ngửa, không? Và nếu mà nó khi mà mình gieo đó mà nó hiện cái hình quốc quy lên thì mình gọi là mặt sắp. Thì mặt sắp là mình ký hiệu là chữ S, mặt ngửa ký hiệu là chữ N. Vậy thì đây là một phép thử, và cái không gian mẫu của nó có hai phần tử như thế này, hai phần tử như thế này. Còn cái phép thử thứ hai, đây ví dụ thứ hai là mình gieo một con xúc xắc. Con xúc xắc là thứ mà cái người ta gọi là con xúc xắc hoặc là con xí ngầu đó. Xúc xắc nó cho mấy cái sòng bạc mà nó chơi tài xỉu nó hay có luôn đó. Thì đây mình gieo một con thôi thì một con thì nó có 6 mặt, phải không? Mỗi một một mặt đó thì nó chấm một chấm, hoặc một mặt chấm hai chấm, còn các mặt khác là 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm, tức là nó có 6 mặt, phải không? 6 mặt thì nó tương ứng với 6 cái chấm. Thì bây giờ thì khi mà mình gieo đó thì nếu mà nó xuất hiện mặt y chấm thì mình sẽ ký hiệu đó là cái chữ y, ha? Thì y bằng 1 2 3 4 5 6. Vậy thì ở đây mình sẽ có cái không gian mẫu như thế này. Không gian mẫu của cái phép thử đó là từ 1 đến đến 6, tập hợp từ 1 đến 6. Đấy. Thì ở đây là ví dụ về cái không gian mẫu, cái phép thử và không gian mẫu, ha? Thế bây giờ mình đi vào cái khái niệm tiếp theo, đó là cái khái niệm về biến cố. Thì biến cố nó là một cái kết quả nào đó có thể xảy ra hoặc không xảy ra của phép thử. Thì lúc nãy mình nói là cái một cái kết quả của phép thử nó là biến cố sơ cấp rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ một cái biến cố nó là gì? Nó là tập hợp các cái biến cố sơ cấp như vậy, à, tức là nó là tập con của cái không gian mẫu, à. Thì ở đây mình sẽ ký hiệu cái không gian mẫu là omega, à, ký hiệu không gian mẫu là omega. Thì cái biến cố là A, thì mình sẽ có A, nó chính là cái tập con của omega. Còn lúc nãy cái mình nói biến cố sơ cấp đó, biến cố sơ cấp là nó là phần tử của omega, à. Đấy, thì mình phải phân biệt được cái nào cái tập con và cái nào là cái phần tử, à. À, ví dụ như lúc nãy đó, à, khi mà mình gieo con xúc xắc đó thì mình thấy là cái không gian mẫu của nó là 1 2 nhân dân đến 6 như thế này.
Vậy thì cái biến cố của nó, ví dụ như mình gieo mà mình thấy cái số chấm xuất hiện đó là những con số chẵn như là 2, 4, 6 không, thì đây là biến cố nè đó. Còn cái số 1 này đó là nó là phần tử không, là số 1, số 2, nếu mà mình viết như thế này thì nó là biến cố sơ cấp, nhưng mà nếu mà mình viết như thế này thì nó trở thành biến cố không, nó thành biến cố, tức là biến cố này nó chỉ có một phần tử thôi. Thì bây giờ nó có một biến cố thì nó là một cái tập con của không gian mẫu rồi, không? Thì nó sẽ chứa một số biến cố sơ cấp nào đó ở trong đó, thì mình gọi nó là cái biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A. Ví dụ như biến cố A là biến cố mà khi mà mình gieo con xúc xắc mà xuất hiện mặt chẵn đó, thì bây giờ cái biến cố sơ cấp là cái số 2 này nè, nó chính là biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A. Còn cái số 3 này, nó khi mà mình gieo đó, nó xuất hiện cái mặt ba chấm, thì có nghĩa là biến cố A này nó không xảy ra, được chưa? Đó, biến cố A này không xảy ra. Còn khi khi mà mình gieo mà nó xuất hiện mặt 4 chấm thì có nghĩa là biến cố A xảy ra. Hoặc là khi mình gieo con xúc xắc mình thấy mặt 2 nó xuất hiện thì khi đó mình nói biến cố A xảy ra. Đó. Nói tóm lại là nếu mà mặt 2 hoặc mặt 4, mặt 6 xuất hiện thì biến cố A xảy ra. Thì cái số 2, số 4 này, số 6 này mình gọi là biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A, không có chữ thuận lợi cho biến cố A thuận lợi cho biến cố A. Thì bây giờ đó là đối với một biến cố đó, thì mình có hai cái cách để mà mình mô tả đó. Thứ nhất là mình mô tả nó dưới dạng một cái mệnh đề, giống như kiểu một mệnh đề vậy đó, cái mặt chẵn xuất hiện mệnh đề. Còn cách mô tả thứ hai là mình mô tả nó giống như kiểu tập hợp như thế này, giống kiểu tập hợp thế này. Không? Mà mình lưu ý là nó ở đây nó có hai cái biến cố đơn giản mà mình phải phải ghi nhớ, đó là biến cố không. Biến cố không là biến cố không bao giờ xảy ra trong một phép thử, không, nên gọi là biến cố không. Còn một biến cố là lúc nào nó cũng xảy ra trong một phép thử, lúc nào nó cũng xảy ra, nó chắc chắn xảy ra, thì này gọi là biến cố chắc chắn. Và ở đây nó ký hiệu bằng cái chữ omega luôn. Về các cái mối quan hệ á, thì giữa các cái biến cố nó có mối quan hệ kéo theo và mối quan hệ tương đương, là hai biến cố bằng nhau đó là gọi là hai biến cố tương đương. Còn kéo theo, ví dụ như khi mà lúc nãy mình nói gieo một cái con xúc xắc đó, gieo con xúc xắc, thì bây giờ mình xét các biến cố sau đây. Biến cố A là biến cố mặt chẵn xuất hiện, thấy không? Mặt chẵn xuất hiện thì nó là mặt 2 chấm, 4 chấm, 6 chấm là mặt chẵn. Rồi bây giờ biến cố B là mình chỉ xét những cái biến cố là mặt mặt chẵn mà nhỏ hơn 5 xuất hiện thôi, thấy không? Tức là nó là 2 với 4 thôi. Như vậy thì ở đây mình sẽ có là B nó kéo theo A. B nó kéo theo A, tức là B là con A. Không, B kéo theo A hay là B con A. Thì về dạng mô tả đó thì cái không gian mẫu là lớn nhất, đúng không? Không gian mẫu là lớn nhất nè, omega nè. Thì ở trong đây nó có những cái biến cố như là biến cố A, thì ở trong cái biến cố A nó lại chứa có một cái biến cố nữa, thì nó biến cố B, thì lúc này đó là B kéo theo A nè. Còn chỗ này là tôi định nghĩa là A kéo theo B, không, A kéo theo B, thì mình hiểu đại khái như thế. Thì ở đây tôi mô tả bằng một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này, ví dụ đơn giản thế này. Đó, bây giờ trong một cái hộp này tôi có 12 quả cầu, 12 quả cầu. Đó, thì ba quả cầu màu đỏ thì tôi đánh số 1 2 3. Ba quả cầu màu đỏ là tôi đánh số 1 2 3. Còn bốn quả cầu màu xanh thì tôi đánh số là 5 6 4 5 6 7. 4 5 6 7. Và cuối cùng là năm quả cầu màu vàng thì mà tôi đánh dấu số từ từ 8 đến đến 12. 8 12. Bây giờ nếu mà cái nếu như trừ từ cái hộp này mà mình lấy ra một quả cầu, mình lấy ra một quả cầu, lấy ra một quả cầu thôi, không, thì cái không gian mẫu của nó là gì? Không gian mẫu nó là nó xuất hiện cái số từ 1 đến đến 12, không, tức là số thứ tự của quả cầu. Thì quả cầu lấy ra có thể là nó mang số 1, có thể là mang số 2, có thể là mang số 5, có thể mang số 7. Tức là không gian mẫu nó có 12 phần tử như thế này. Ở đây là mình lấy ra một quả cầu thôi nha.
À, thì bây giờ đó thì nó có khả năng là quả cầu lấy ra màu xanh, quả cầu lấy ra xanh, nếu như mình lấy được cái số 1, số 2 hoặc là số 3 thì nó là biến cố A nó xảy ra. Còn nếu mà như mà mình lấy được số 4, số 5, số 6, số 7 thì ở đây là biến cố B xảy ra. Biến cố B tức là biến cố quả cầu lấy ra màu màu xanh đúng không? Biến cố A là biến cố quả cầu lấy ra màu đỏ. Mình có thể mô tả như thế này. A là cái quả cầu lấy ra màu đỏ. Màu đỏ. Đóng ngoặc kép lại. Hoặc là mình mô tả biến cố B như thế này là quả cầu lấy ra màu xanh. Xin hỏi là tôi viết như vậy thì các anh chị có thấy được không ạ? Anh có thấy được không? Nhờ thấy Dạ nè, tôi nói vậy có nhanh lắm không ạ? À, dạ thì được và không có nhanh những ạ. cái phần đầu này á, thì mình lướt hơi hơi nhanh đi, chừng nào mà nó đi vào những cái bài giải cụ thể không, cái bài giải giải bài toán này kia tôi sẽ cố gắng tôi đi chậm lại ha. Rồi thì bây giờ ở đây nếu mà mình gọi A là quả cầu lấy ra màu đỏ nè, thì A nó có các cái kết quả về con số đó là 1 2 3, rồi B là biến cố quả cầu lấy ra màu xanh thì nó có thể là con số 4 5 6 hoặc 7. Mình ký hiệu 4 5 6 7 này nó không phải là mình lấy ra ngẫu nhiên một quả cầu mà nó xuất hiện bốn cái số này đâu. Nó chỉ xuất hiện một trong bốn số này thôi đúng không? Một trong bốn số này thôi thì cái biến cố B nó xảy ra. Rồi tương tự vậy thì biến cố C là quả cầu lấy ra màu vàng đúng không? Màu vàng thì ở đây nếu nếu mà nó xuất hiện cái con số từ từ 8 đến 12 thì có nghĩa là biến cố B, biến cố C xảy ra. Thì ở đây là có cái ví dụ 1.1.4 này đó thì các anh chị xem giùm ha. Đấy. Thì bây giờ mình nói về cái tiếp theo là các cái phép toán giữa các biến cố. Thì khi mà lúc nãy mình định nghĩa đó là cái biến cố nó là tập con của không gian mẫu. Không? Nó là tập con của không gian mẫu. Và như vậy thì trên một cái không gian mẫu nó có rất nhiều cái biến cố như thế, có rất nhiều biến cố như thế. Đấy. Thì bây giờ là mình có cái không gian mẫu nó như thế này, thì ở trong đây nó có cái biến cố A rồi ở đây nó có biến cố B như thế này. Nếu mà mình mô tả từng cái thì mình ở đây biến cố A, đây biến cố B, nhưng mà bây giờ mình muốn mô tả cái phần giao nhau của hai thằng này thì lúc này cái phần giao nhau này nó gọi là cái gì không? Thì ở đây là mình sẽ nghiên cứu cái này là phép toán giữa các biến cố không? Đấy. Thì cái phép toán giữa các biến cố là mình sẽ nghiên cứu những cái biến cố như là giao của hai thằng này, hoặc là hợp của hai thằng này, hoặc là cái phần bù của nó. Là ví dụ như chỗ này cái hình tôi mô tả về cái biến cố đối lập. Mô tả về biến cố đối lập cái hình đây này, hình 1.2 anh chị xem. Thì cái vòng tròn bên ngoài của mình nó là không gian mẫu, đúng không? Không gian mẫu. Thì ở trong cái không gian mẫu này đó là mình mô tả một cái biến cố A nó là một cái vòng tròn màu tím này. Thế thì những cái phần nào mà nó không, nó nằm ở trong không gian mẫu nhưng mà nó không nằm ở trong cái biến cố A thì mình gọi đây là biến cố đối lập của biến cố A, là mình ký hiệu là A gạch đầu không, đây là biến cố đối lập của A, nó chính là cái phần bù của A trong omega. Cái này trong tập hợp mình gọi là phần bù của A trong omega. Thì bản thân nó cũng là một cái tập con của omega đúng không? Nó cũng là tập con của omega. Đó. Thì ở đây là mình định nghĩa biến cố đối lập. Nó là biến cố xảy ra khi A không xảy ra. À, khi A không xảy ra. Lát nữa mình sẽ đi vào cái ví dụ thì cho nó dễ hình dung hơn. Thì ở đây là cái ví dụ 1.5 đó. À, ví dụ như mình gieo ba hạt đậu tương và mình xét cái biến cố A là biến cố có ít nhất một hạt nảy mầm, thì biến cố đối của nó là không có hạt nào nảy mầm đúng không? Đấy. Thì mình thấy là cách mô tả biến cố đối là nó giống như kiểu là một cái mệnh đề phủ định vậy đó. Ví dụ như mình mô tả biến cố A giống như một mệnh đề thì biến cố đối của A mình sẽ mô tả mệnh đề phủ định lại. Rồi bây giờ mình nói về cái phép toán thứ hai là phép giao của hai biến cố.
Dao của hai biến cố chính là dao của hai tập hợp, định nghĩa giống dao của hai tập hợp. À, tại vì cái biến cố A đó mình nói nó là tập con mà, biến cố B cũng là tập con luôn, không? À, vậy thì dao của hai cái tập này lại thì nó cũng ra một cái tập con của cái không gian mẫu. Đấy. Và thường đó là cái dao của hai biến cố đó. Các anh chị lưu ý là dao của hai biến cố là mình sẽ viết như thế này nè, tôi thấy nhiều cái giáo trình thì nó sẽ viết như thế này. Nhưng mà để cho gọn thì người ta sẽ bỏ cái dấu dao này luôn, người ta sẽ viết AB viết liền như thế này luôn cũng được, thấy không? Thì nó là một biến cố mà nó xảy ra khi cả hai biến cố A và B cùng xảy ra. À, A và B cùng xảy ra. Thì ở đây là mô tả cho cái phần dao của hai biến cố nè, tức là cái phần màu tím. Cái phần màu tím cứ ghi chữ hai chữ AB đó thì cái này là dao của hai biến cố. Đấy, thì về mặt tập hợp đó. Về mặt tập hợp đó thì nó là cái tập dao. Dao tức là mình lấy cái phần chung của nó. Đấy anh chị, dao là mình lấy phần chung của nó. Thì có trường hợp là hai cái biến cố mà nó không có cái phần chung, nó không có phần chung thì lúc này là mình gọi nó là gì đây, hai biến cố xung khắc. Hai biến cố xung khắc là định nghĩa hai biến cố xung khắc là hai biến cố mà cái biến cố giao của nó là biến cố không. À, biến cố giao của nó là biến cố không thì mình gọi đây là hai biến cố xung khắc. Thì sau khi mà mình có định nghĩa giao của hai biến cố rồi, nó sẽ xuất hiện thêm một cái định nghĩa nữa là hiệu của hai biến cố. Hiệu của hai biến cố tức là hiệu của biến cố A, tức là mình lấy biến cố A trừ biến cố B đó. Đúng không? Thì biến cố A là cái dòng này nè. À, chúng ta xem cái hình ha. Thì biến cố A là nguyên cái dòng tròn này. Biến cố A là nguyên cái dòng tròn này. Thấy chưa? Rồi bây giờ biến cố B là cái dòng tròn bên đây. Bây giờ mình lấy A trừ B. A trừ B có nghĩa là mình sẽ bỏ đi những cái phần nào mà có dính dáng tới B, mình bỏ đi hết, mình gạch bỏ hết. Không, gạch bỏ đi hết. À, thì lúc này ở đây mình sẽ thấy cái phần này nó của A. Nhưng mà nó không có chứa nào cái nào dính dáng tới B nó bỏ ra, thì cái này nó ký hiệu là A trừ B. Là cái dấu trừ, cái dấu sẹt này mình nghiêng ra phía trước. Thấy không? Có khi là nó viết như thế này. Nó viết như thế này. A trừ B. Hoặc là có khi là viết như thế này. A giao với B gạch gạch đầu. A giao với B gạch đầu. Tức là biến cố A giao với biến cố đối của biến cố B đó thì nó sẽ viết như thế này. Đấy. Thì trong cái tài liệu này đó thì đa số là mình sẽ viết như thế này. Đa số là mình sẽ viết như thế này. Tôi viết sao thằng nó hết ra mực rồi. Tôi viết này. Hết đâu được rồi. Thì bây giờ đây 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 là cái định nghĩa về về hiệu của hai biến cố. Biến cố A hiệu với biến cố B ha. Thì đó là cái phép toán thứ hai. Phép toán thứ ba chứ. Phép toán thứ nhất của mình đó là mình định nghĩa về phép toán đối lập nè. Phép toán thứ hai là dao, hay là còn gọi là tích của hai biến cố. Tích của hai biến cố hay còn gọi là dao của hai biến cố ha. Phép toán thứ hai. Thì từ cái phép toán thứ hai nó xuất hiện thêm phép toán thứ ba. Nó là phép toán hiệu của hai biến cố. Tức là hiệu của hai tập hợp. Thì các anh chị lưu ý là A trừ B. Cái này A trừ B nó phải khác cái B trừ A. Thấy không? A cái này nó không có đồng nhất. Tức là hiệu của A và B. Khi mình nói A trước B sau có nghĩa là mình lấy A trừ B. Còn khi mình nói B trước A sau có nghĩa là mình lấy B trừ A. Đấy. Thì hiệu của A và B, và B và A nó khác nhau. Thì cái phần tiếp theo đó là mình định nghĩa về cái hợp của hai biến cố. Hợp của hai biến cố hay còn gọi là tổng của hai biến cố ha. Tổng của hai biến cố. Thì mình thấy là bây giờ ở đây mình cho hai biến cố A và B như thế này. Nó có cái phần chung là AB. Còn cái phần màu tím mà lợt lợt bên đây đó là B trừ A. Còn cái phần phần màu 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 cam bên đây đó là A trừ B. Vậy thì ba phần này nó ghép chung lại thì nó chính là hợp của A và B. Thì chúng ta sẽ để ý như thế này. Ví dụ như mình có một cái không gian mẫu như thế này. Không gian mẫu như thế này.
và hai biến cố, mình cho hai biến cố, cho hai biến cố AB trong đây. Thì cái phần giao này nó chính là A giao B, A giao B. Còn cái này là biến cố B ha, vòng tròn bên đây là biến cố B thì cái này là B trừ A. B trừ A thì mình ký hiệu là B A ngang cũng được. Còn chỗ này nó sẽ là A trừ B, là A B ngang. Còn cái phần này là nó gọi là A ngang giao với B ngang. Không. Thế thì ở đây mình sẽ mô tả như thế này. Mình sẽ mô tả như thế này. Rồi các anh chị lưu ý này ha, mình mô tả này. Khi mà mình có một cái không gian mẫu omega như thế này và có hai biến cố AB, thấy không? Có hai biến cố AB, mình đang xét hai biến cố AB thì cái này cái phần giao này có nghĩa là gì đây? AB cùng xảy ra. Thấy không? Còn cái phần này là gì đây? Cái phần này A xảy ra. A xảy ra. Nhưng B không xảy ra. Nhưng B không xảy ra. Đấy. Còn cái phần bên đây là gì? Phần bên đây là B xảy ra nhưng A không xảy ra. Và cái phần ghi ở ngoài này đó là gì? Cả AB đều không xảy ra. AB đều không xảy ra. Đấy. Còn cái phần bên đây là gì? B xảy ra nhưng mà A không xảy ra nè. Như vậy thì mình thấy là cái biến cố A hợp B này đó là gì đây? Nó gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là B xảy ra nhưng mà A không xảy ra. Rồi AB cùng xảy ra hoặc là A xảy ra nhưng B không xảy ra. Đấy không? Vậy thì cái này là biến cố A hợp B. Hợp B là nó gồm 3 phần. Và có biến cố đối, là biến cố đối của nó là gì? Biến cố đối là A ngang giao với B ngang. Đấy không? Thì mình thấy là không gian mẫu như thế này và có hai biến cố như thế này thì nó sẽ nó tự động nó sẽ chia cái không gian mẫu là bốn phần, bốn phần, thấy không? Bốn biến cố khác nhau. Mà trong cái bốn biến cố này thì biến cố B A ngang rồi A B ngang là hợp chung lại là nó gọi là biến cố có ít nhất một trong hai biến cố này xảy ra. Cái này nó còn gọi là gì? Có từ một biến cố trở lên, từ một biến cố trở lên xảy ra. Và biến cố đối nó hiển nhiên là không có biến cố nào xảy ra, đúng không? Cái này là không có biến cố nào xảy ra trong hai biến cố này. Đấy, thì đó là cái phép toán giữa giữa các cái biến cố. Đó, thì bây giờ đây tôi nói sơ lược lại ha. Bây giờ thì đầu đầu tiên thì định nghĩa về, về biến cố xác suất là mình nói về phép thử và không gian mẫu. Thấy không? Thì từ cái phép thử nó sẽ xuất hiện cái không gian mẫu, từ cái không gian mẫu thì lấy tập con không gian mẫu thì nó sẽ ra cái biến cố, và giữa các biến cố thì nó có mối quan hệ là kéo theo, quan hệ tương đương, quan hệ kéo theo, quan hệ tương đương. Thấy không? Và các phép toán giữa biến cố thì chủ yếu là nó có ba phép toán là phép phép lấy biến cố đối, phép giao biến cố và phép hợp biến cố. Còn phép hiệu hai biến cố này nó chính là nó phát sinh từ cái phép giao hai biến cố thôi. Đấy. Thì đó là một một số vấn đề về cái phép thử và biến cố. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần tiếp theo, đó là cái phần định nghĩa về xác suất của biến cố. Thì bây giờ đó là mình hiểu cái xác suất của biến cố là gì. Thì xác suất của biến cố mình hiểu nó là một cái con số mà nó đo cái khả năng xuất hiện của một cái biến cố đó. Thấy không? Thì cùng một phép thử mình thấy là có biến biến cố là nó thường hay xảy ra, cùng hay xảy ra, còn có những cái biến cố là nó ít khi xảy ra, và có những cái biến cố là hầu như không bao giờ xảy ra. Thấy không? Ví dụ như là một cái người bình thường mà mua một cái tấm số kiến thiết, thấy không? Mua một tấm số kiến thiết mà chúng ta xét cái biến cố là trúng giải độc đắc. À, biến cố A là phép thử là mình mua một cái tấm vé số kiến thiết, không mình xét cái biến cố A là biến cố là trúng giải độc đắc, trúng giải đặc biệt, trúng giải đặc biệt. Thì cái biến cố A này là nó rất là ít khi xảy ra, nó nói chung là hầu như không bao giờ xảy ra.
Còn có biến cố, ví dụ như mình đi biến cố B cũng mua một cũng phép thử gieo mua một cái tấm vé số như thế này, nhưng mà cái biến cố là trúng giải 10 trúng trúng giải 100.000, trúng trúng giải 100.000 đúng không, 100.000 tức là hai con số cuối đúng đó, thấy không, trúng giải gần 100.000 là biến cố. Vậy thì mình thấy cái biến cố B này nó có khả năng, có nhiều khả năng xảy ra hơn biến cố A, và biến cố C là biến cố trúng 10.000, đâu thua 10.000 chứ, thua 10.000, thua 10, biến cố mình thua 10.000 có nghĩa là mình không trúng gì hết, không trúng giải gì hết. Thì thường hay là cái biến cố C này thường hay xảy ra nè, thấy không, thường hay xảy ra nè. Như vậy thì để đo những cái khả năng xảy ra của những biến cố này thì nó mới sẽ xuất hiện cái khái niệm là xác suất của biến cố. Nó xuất hiện khái niệm xác suất của biến cố, và cái xác suất của biến cố mình hay sử dụng nhất đó là cái định nghĩa xác suất theo cái quan điểm cổ điển. Quan điểm cổ điển tức là theo cái quan điểm này, thì quan điểm cổ điển đó, thì định nghĩa xác suất của nó thứ nhất là cái không gian mẫu, không gian mẫu này nó phải hữu hạn, hữu hạn. Và thứ hai nó có hai cái điều kiện thứ hai là mỗi cái biến cố sơ cấp đó, mỗi cái biến cố sơ cấp nó sẽ có cùng cái khả năng xuất hiện, cùng cái khả năng xuất hiện. Đấy, thì nếu mà mỗi cái biến cố sơ cấp nó cùng khả năng xuất hiện và không gian mẫu hữu hạn đó, thì mình sẽ tính xác suất theo cái công thức này, tức là nó sẽ bằng số phần tử của A chia cho số phần tử của omega. Đấy, thì cái này nó gọi là cái định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển các anh chị ha, định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển. Một cách đơn giản như thế này thì khi mà mình định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển và mình thấy một những cái bài tập mà nó liên quan đến định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển ấy, thì nó thường hay có cụm từ cân đối đồng chắc. Bởi vì để gì nó cân đối đồng chắc để cho cái mỗi cái kết quả nó xảy ra nó cùng khả năng, thấy không? Đấy, thì ở đây mình sẽ nghiên cứu cái ví dụ số 6 nè, 1.6 nè. Đó, bây giờ mình gieo một con xúc xắc cân đối đồng chắc ha. Gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc thì cái không gian mẫu nó có 6 phần tử như thế này nè. Bây giờ ở đây là cái này là mô tả ha, mô tả không gian mẫu. Nhưng mà thường á để tính xác suất thì mình không cần mô tả không gian mẫu, mà mình chỉ cần cái gì? Mình chỉ cần chỉ nó có bao nhiêu phần tử thôi, thấy không, bao nhiêu phần tử, giống như chỗ này nè, ví dụ như chỗ này mình thấy là cái không gian mẫu này nó có 6 phần tử đó, mình chỉ ra là số phần tử của nó thôi, và nó có cân đối đồng chắc, do đề bài nó cho con xúc xắc này cân đối đồng chắc cho nên là khả năng xuất hiện của mỗi mỗi mặt là như nhau và bằng 1/6 hết, thấy không. Đấy, thì lúc này đó thì mình sẽ xét cái biến cố A. Biến cố A là biến cố xuất hiện mặt chẵn nè, thấy không, là 2 4 6, thì lúc này đó là số phần tử của A là 3, và biến cố B là biến cố là con xúc xắc xuất hiện mặt lớn hơn 3, mặt lớn hơn 3 tức là mặt 4 5 6. Như vậy thì số phần tử của B gì cũng là 3, và như vậy thì mình sẽ có xác suất của biến cố A là bằng 3/6 tức là 1/2, và xác suất biến cố B là bằng 1/2, không. Tức là khi mà mình gieo con xúc xắc thì có 50% khả năng là nó sẽ xuất hiện mặt chẵn và 50% xuất hiện mặt lẻ. Đấy, và có 50% khả năng là nó xuất hiện mặt lớn hơn 3, 50% khả năng nó xuất hiện mặt nhỏ hơn hoặc bằng 3. Đấy, thì đây là một cái ví dụ rất đơn giản để mà minh họa cho cái định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển, thấy không? Đấy. Thì những cái ví dụ mà nó về gieo con xúc xắc thì nó phức tạp hơn, chẳng hạn như gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc 2 lần, à, tính xác suất thì tổng 2 lần gieo là bằng 8 chẳng hạn như thế. À, còn bây giờ đó là cái ví dụ số 7 là cũng là một cái ví dụ mà nó hay gặp ở trong mấy cái bài toán xác suất đó, tính xác suất theo quan điểm cổ điển là bài toán chọn chọn hàng hay là chọn người cũng được, đúng không? Bây giờ đó là một một lớp học đó mình có 30 người, giả hiệu như một lớp học mình có 30 người nè,
10 bằng 10 người nam và 20 người nữ. Bây giờ mình chọn ngẫu nhiên 4 người. Chọn ngẫu nhiên 4 người ha. Bây giờ tính xác suất là trong cái ban cán bộ này đó là mình chọn ra là có một người nam và ba người nữ. Rồi câu B là ban cán bộ có hai người nam và hai người nữ. Đấy không? Rồi câu C là ban cán bộ có ít nhất một bạn nam. Đấy. Thì ở đây đối với một cái bài toán xác suất theo kiểu này đó thì đầu tiên đó là mình thường hay gọi tên biến cố, đấy không? Gọi tên biến cố. Để mình tính xác suất thì mình phải gọi tên biến cố và mình tính xác suất của biến cố đó. Thì tôi nói thêm là cái xác suất của một biến cố là nó ký hiệu là ví dụ như xác suất của biến cố A đó thì mình ký hiệu là BA như thế này ha. BA. Cái chữ B là cái chữ cái đầu trong chữ probability trong tiếng Anh. Nghĩa là xác suất. Thì bây giờ đó thì bây giờ mình chọn ngẫu nhiên ba người từ đâu bốn bốn người từ từ 30 người thì cái số cách chọn của mình là số tổ hợp chập 4 của 30. Là cái số này mình sẽ bấm máy như thế này các anh chị. À, chúng ta cố gắng là trang bị cho một một cái máy tính không. Thì tôi ở đây tôi có máy tính 580 nè. Ví dụ như tôi muốn bấm cái số kết quả của cái số này. Cái số này mình đọc là gì? Số tổ hợp chập chập 4 của 30. Thì mình sẽ bấm số 30 trước. Thì đối với máy tính này mình bấm số 30 trước rồi sau đó mình bấm bấm shift nè, bấm shift với dấu chia. Dấu chia thì nó ra chữ C này á. Rồi mình bấm số 4 vô. Thì kết quả nó ra là tới 27.405, 27.405. Thì do cái máy tính của tôi là tôi cài đặt cái định cái làm tròn số. Làm tròn số còn khi mà máy mình không có làm tròn số thì mình ra kết quả như thế này. Đấy. Thì tôi nói lại là cái số tổ hợp này là như thế nào. À, số tổ hợp này nè. Tôi lấy ví dụ khác đi, lấy ví dụ khác để cho các anh chị dễ hình dung cái số tổ hợp này phải không? Ví dụ như tôi có 5 cái quả cầu như thế này. Quả cầu 1, quả cầu số 2, quả cầu số 3, quả cầu số 4, quả cầu số 5, có 5 quả cầu. Thấy không? Bây giờ tôi có 5 quả cầu như thế này. Bây giờ từ 5 quả cầu này tôi lấy ra 2. À, lấy ra 2. Lấy ra cùng lúc 2 quả cầu phải không? Lấy ra cùng lúc 2 quả cầu, lấy ra 2 quả. Thì số cách lấy nó sẽ là gì? Số cách lấy là bao nhiêu? À, thì bây giờ mình cứ thử liệt kê nè. Mình có thể lấy 1 2 đúng không? 1 2 nè. Đó là một cách. Rồi 1 3. Đúng không? 1 3. Hoặc là mình lấy 1 4 được không? 1 4. Số 1 với số 4. Đó. Hoặc là mình lấy 1 5. 1 5. Đấy. Mình có thể lấy vậy là mình được 4 cách rồi. Đúng không? Rồi mình có thể lấy 2 2 3. Lấy 2 với 3. Đúng không? Rồi có thể mình lấy 2 4. Lấy 2 với 4. Rồi có thể mình lấy 2 với 5, đúng không? 2 với 5. Thì cái này nó gọi là một cái tổ hợp nè. Mỗi mỗi cái vòng tròn lớn này tôi gọi là một cái tổ hợp chập chập 2 của 5. Đó. Thì ở đây tôi đã được là bao nhiêu rồi? 1 2 3 4 5 6 7. Rồi bây giờ tôi lấy tôi không không thể nào liệt kê chỗ này tôi không thể liệt kê là 21 được. 21 chính là 12 rồi đúng không? Thì tôi không liệt kê là tôi chỉ liệt kê 23. Tôi không có 22 tại vì ở đây tôi chọn cùng lúc mà. Chọn cùng lúc hai quả cầu thì không thể nào tôi chọn được hai cái quả cầu cùng lúc đều có số 2 hết. À, tới tới 3 thì tôi có là 3 3 4. À, tôi chọn quả cầu số 3, số 4 hoặc là số 3 với số 5. Đúng không? Đấy, thì cái này nó gọi là tổ hợp. Rồi cuối cùng là 4 với 5. 4 với 5. Đấy, thì ở đây là tôi sẽ được tổng cộng là 4 4 cách 4 4 cái tổ hợp như này là 3 2 1 và cộng là 10. Thì ở đây tôi sẽ nói là số tổ hợp số số tổ hợp chập 2 của 5 chập 2 của 5 bằng 10. Bằng 10. Tức là C25 bằng 10 các anh chị. C25 bằng 10. Thấy không? C25 bằng 10. Đó. Và tôi bấm máy là gì? Bấm máy như thế này. Tôi bấm máy số 10 trước. Số 5 tôi bấm trước.
rồi sau đó tôi bấm chia dấu shift dấu chia, rồi tôi bấm số 2 thì nó ra được cái số 10 này, C25 là 10 không? Đấy, tức là mình chọn ngẫu nhiên hai 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 phần tử từ một cái tập hợp có 5 phần tử thì nó sẽ có 10 cách chọn. Thì đảo lại cái bài toán của mình ở đây, bài toán của mình ở đây bây giờ ở đây là có 30 người. 30 người mình tổng quát lên ha, có 30 người, bây giờ mình chọn 4 người. Thấy không? Cái này có 30 người này mình chọn 4 người thì số cách chọn nó là số tổ hợp chập 4 của 30. Và con số này lúc nãy mình bấm máy tính là gì? 30 shift dấu chia với số 4, đúng không? Thì lúc này nó ra là 27.405. Tức là mà mình cứ chọn 4 người như mình chọn ngẫu nhiên thì nó ra tới 27.405 cách chọn. À, cái số cách nó rất là lớn. Cho nên cái không gian mẫu của phép thử chỗ này, nếu mà mình liệt kê từng phần tử của nó ra thì mình liệt kê không nổi, tại nó tới 20 mấy ngàn là đúng không? Đấy. Cho nên là đối với những bài toán là không, đối với những bài toán xác suất này thì không phải lúc nào mình cũng liệt kê các cái phần tử của không gian mẫu ra. Các anh chị theo kịp không ạ? Chỗ nào không kịp thì nói ha. Chỗ nào không kịp thì nói. Rồi, bây giờ mình mới mới đi xét cái biến cố A này. Biến cố A là biến cố là ban cán bộ có K bằng nam. Đấy, K bằng nam. Dù như K bằng 0 có nghĩa là ban cán bộ không có bạn nam nào mà bốn bạn đều là nữ hết. Còn K bằng 1 có nghĩa là gì? Ban cán bộ có một bạn nam và ba bạn nữ. Còn K bằng 2 có nghĩa là ban cán bộ có hai bạn nam, hai bạn nữ. Còn nếu mà K bằng 3 có nghĩa là ban cán bộ có 3 bạn nam, 1 bạn nữ. Còn nếu mà K bằng 4 có nghĩa là ban cán bộ có 4 bạn nam, không có bạn nữ nào. Đó. Thì cái AK này mình gọi cái mình bao hàm luôn cái năm biến cố này luôn. Hay mình gọi luôn cái năm biến cố này luôn. À, thường ở trong xác suất mình hay gọi nó gọi là gọi mão luôn á. Thấy không? Gọi cái một ra năm biến cố luôn. Mà thật chất cái này tới năm biến cố hả các anh chị? Năm biến cố. Đó. Thì bây giờ đó là mình sẽ đi đi tính thử coi số phần tử của biến cố AK này nó là sao, biến cố AK này nó có bao nhiêu phần tử ha. Thì tôi nói về cái tôi nói là cái quy tắc đếm trong cái tổ hợp đó. Bây giờ nếu mà mình thực hiện cái công việc mình thực hiện cái công việc A nào đó, thực hiện cái công việc một cái công việc A nào đó mà mình thực hiện bằng hai giai đoạn, bằng hai giai đoạn, và cái giai đoạn một đó, giai đoạn một là mình có n cách thực hiện, có n cách thực hiện, và cái giai đoạn hai, thì lúc này mình có m cách thực hiện. Vậy thì suy ra là mình sẽ có n nhân m cách thực hiện công việc A. Thì cái quy tắc này nó gọi là quy tắc nhân. Cái này trong trong cái đại số tổ hợp nó gọi là quy tắc nhân. Quy tắc nhân. Không? Một cái ví dụ đơn giản về quy tắc nhân là như thế này các anh chị. Bây giờ là mình có ví dụ như một một anh A, ảnh có ba cái áo, có ba cái áo, bốn cái quần. Và cái quần này là để cái áo quần này để diện đi chơi thôi, đúng không? Bây giờ anh muốn mà cái áo nào cũng có thể phối được, cái ứng như mọi mọi cái áo đều có thể phối phối chung được với một cái quần tương ứng đó, một một cái quần ở dưới đây. Như vậy thì ở đây mình sẽ có anh này, anh sẽ có bao nhiêu cái cách để mà chọn một cái bộ đồ đi đi chơi này, tức là anh sẽ chọn cái áo trước là có ba cách chọn áo, đúng không? Đó, tức là có ba cách chọn áo, sau đó là có bốn cách chọn quần, đúng không? À, chọn quần thì bây giờ vậy thì anh ta sẽ có là gì đây, có 3 x 4, 3 x 4 bằng 10, 12, 12 cách diện đồ, để đi chơi đó, thấy không? Đấy. Thì ở đây thì mình đang nói về cái quy tắc nhân, thì cái ví dụ này là ví dụ về quy tắc nhân, nó đơn giản như thế. Còn cái quy tắc cộng nữa các anh chị, quy tắc cộng là thế nào? Thì tôi nói về cái quy tắc cộng, tức là nếu mà cái công việc của mình á, nếu mà cái công việc A của mình á
nó có hai phương án thực hiện, có hai phương án nha. Lúc nãy tôi nói hai giai đoạn, bây giờ tôi nói hai phương án, hai cái phương án, phương án thực hiện. Hai phương án thực hiện này có nghĩa là mình thực hiện cái công việc này theo cái phương án một, hoặc cũng mình cũng thực hiện xong. Mà nếu mình không thực hiện phương án một, mình thực hiện bằng phương án A cũng cũng xong, đúng không? Vậy thì cái phương án một á, là nó có n cách thực hiện. Rồi cái phương án 2, phương án 2 nó có m cách. Như vậy thì mình sẽ có là tổng cộng là n cộng m cách thực hiện công việc. Thực hiện công việc ha. Thì cái này nó gọi là, cái này gọi là quy tắc cộng. Quy tắc cộng. À, mình khi mình tính xác suất thì mình sẽ đụng tắt các cái quy tắc này, thấy không? Đấy. Thì cái một cái ví dụ đơn giản về quy tắc cộng là thế này các anh chị. À, tôi phân vân là không biết chúng ta có theo kịp không ạ? À, anh Thủy thấy mình theo kịp không anh Thủy? À, chị Phương có theo kịp không chị Phương? Không nghe ai nói gì anh Chí Quỳnh hả? Chí Quỳnh phải không ạ? Anh Chí Quỳnh còn có mặt ở đây không ạ? Dạ kịp thầy ơi. Rồi thầy, thầy cảm ơn. Yeah. Có phản hồi là thì cái này thì ví dụ như mình bận chuyện gì đó thì mình có thể xem sao cũng được, thấy không? Tôi sẽ qua cái buổi học đấy, tôi sẽ lấy cái video về tôi gỡ lên YouTube ha. Gửi YouTube rồi tôi sẽ gửi đi link lên cái nhóm chúng ta có thể xem lại bất cứ lúc nào cũng được, thấy không? Là vậy ha. Rồi bây giờ tôi lại nói tiếp về cái quy tắc. Thì tôi đang nói về cái ví dụ 1.7 để mà mô tả cho cái định nghĩa xác suất này các anh chị. Nhưng mà tôi sợ là khi mà mình nói về cái số phần tử này đó là cái anh chị không có nhớ cái quy tắc để tính cái này, cho nên là tôi đã ôn lại. Sẵn đây tôi sẽ nói về cái quy tắc điếm, không, quy tắc cộng. Và tôi đang nói về cái quy tắc điếm là cái quy tắc cộng đó, thì tôi nêu một cái ví dụ về quy tắc cộng như thế này. Ví dụ như mình muốn đi từ cái địa điểm A đến địa điểm B như thế này, thấy không? Thì bây giờ mình sẽ chia làm hai cái phương án. Cái phương án thứ nhất là mình đi bằng đường bộ. Phương án thứ hai. Phương án thứ hai là mình đi bằng cái đường thủy. Hai phương án thủy bộ, không? Và ví dụ như cái phương án đường bộ là mình có ba cách, thực hiện. Ba cách thực hiện là có thể mình đi xe máy, có thể mình đi xe hơi và có thể mình đi xe khách, là ba cách. Còn cái phương án đường thủy này là tôi chỉ có hai cách thôi. Tôi đi xuồng máy ở nhà, tôi có xuồng máy sẵn, tôi muốn chạy đi chạy. Và thứ hai là tôi đi bằng đò, xuồng đò. Đấy, thì nó có hai cách. Vậy thì tổng cộng là tôi sẽ có năm cái cách đi từ A đến B. Thì cái quy tắc cộng nó đơn giản mình mô tả như thế thôi. Đấy, thì sẵn đây là tôi nói thêm về về cái cách chọn á, cách chọn. Ví dụ như trong một cái hộp mình nè. Ví dụ trong cái hộp này, đây là một cái hộp. Hộp bây giờ tôi có năm quả cầu. Năm quả cầu này tôi lấy ra cùng lúc. Cái này là lấy ra cùng lúc. Cùng lúc hai quả. Hai quả thì cái này gọi là số cách lấy. Số cách lấy là số tổ hợp chập hai của năm, thấy không? Và cái số này nó sẽ tính bằng công thức là C25, C25, thấy không?
Thì bây giờ tổng quát lên. Thấy không? Tôi tổng quát lên. Tổng quát lên là trong cái hộp này bây giờ tôi có n n phần tử. À, bây giờ mình sẽ lấy ra cùng lúc. Lấy ra cùng lúc. À, lấy ra cùng lúc k k phần tử. Thì lúc này tôi sẽ được là gì đây? Tôi sẽ được một cái tổ hợp. Một cái tổ hợp chập k của n. Đúng chưa? Đây tôi được một tổ hợp chập k của n và số cách lấy nó chính là gì đây? Số cách lấy. Cách lấy là số tổ hợp chập k. Số tổ hợp chập k của n. Và lúc này mình sẽ ký hiệu cái số cách lấy của nó là số ký hiệu nó là CKN như thế này. Và cái công thức tính CKN đó là công thức viết tay đó là N giao thừa rồi chia cho K giao thừa nhân cho N trừ K tất cả giao thừa. Thì lưu ý là trong cái công thức này đó là không nhỏ hơn bằng K nhỏ hơn bằng N. Công thức này. Đây, trong công thức này. Và cách bấm máy là thì cách bấm máy là lúc nãy tôi có chỉ cái chúng ta bấm máy bằng 580 đó. Còn nếu mà chúng ta bấm máy bằng 570 thì cũng được ha, 570 thì ví dụ như chỗ này. Lúc nãy mình bấm số tổ hợp chập 2 của 5 không? Là 5 là bấm vô shift nè. Cái chia này số 2 thì nó ra kết quả bằng 10. Thì đây là cái số tổ hợp không? Bây giờ cái n giao thừa là sao? Bây giờ n giao thừa, cái này đọc là gì? Này là đọc là n giao thừa. N giao thừa. N giao thừa này có nghĩa là gì? Có nghĩa là n giao thừa này có nghĩa là n mà nhân cho n trừ 1. Nhân chấm 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 nhân cho 2 cho 1, không? Thì cái này á là mình quy ước là không giao thừa nó bằng 1 luôn ha. Đấy. Cái này là quy ước. Quy ước không giao thừa là bằng 1. Đấy, bây giờ còn hoán vị. Tôi nói về, thêm về cái hoán vị ha. Hoán vị. Hoán vị là gì? Bây giờ mình có n phần tử, có n phần tử. Bây giờ mình sắp xếp nó. Sắp xếp thứ tự đó. Sắp xếp thứ tự thì mình sẽ được một hoán vị. Sắp xếp thứ tự thì được một hoán vị. Được một hoán vị không? Như vậy thì nếu mình có n phần tử này là số hoán vị của nó là gì? Số hoán vị. Số hoán vị là mình sẽ ký hiệu nó là bn và nó chính bằng n giao thừa. Đúng không? Tôi lấy ví dụ. Ví dụ như là có ba người. Có ba người ABC. Ba người ABC. Bây giờ mình sắp xếp chức vụ, phải không? Mình sắp xếp chức vụ cho ba người. Chức vụ cho ba người. Cho ba người, tức là mình đã sắp xếp vị trí ha, vị trí tức là một một người làm tổ trưởng rồi một người làm tổ phó một, người làm tổ phó hai, đại khái như thế. Thì lúc này mình sẽ có là gì đây? Mình sẽ có ba giao thừa bằng sáu cách. À, ví dụ như tôi cho ông A làm trưởng rồi ông B ông C thì tôi có hai cách sắp là tôi được hai cách xếp rồi. Bây giờ tôi cho ông B làm trưởng và hai ông phó là AC. Ông A là phó 1, ông C phó 2 hoặc ông A là phó 2, ông C là phó 1 thì tôi lại được thêm hai cách nữa. Bây giờ nếu mà tôi cho ông C làm trưởng thì ông A với ông B thì nó lại có hai cách xếp. Vậy thì tổng cộng là tôi sẽ có 6 cách xếp. Đúng không? Rất đơn giản như thế. Đây là hoán vị. Còn còn một cái định nghĩa nữa là về về cái chỉnh hợp. Chỉnh hợp. Chỉnh hợp là gì? Đó, bây giờ tôi cũng cũng có cái k phần tử, có k phần tử. Bây giờ lấy ra, xin lỗi có n phần tử chứ có n phần tử đi, phần tử. Bây giờ mình là lấy ra k phần tử. Lúc nãy mình lấy ra k phần tử cùng lúc không? Lấy ra k phần tử. Sau khi mình lấy ra k phần tử rồi đâu mình lại sắp xếp thứ tự
thứ tự cao phần tử lấy ra, thì lúc này mình sẽ được là gì đây? Lúc này mình sẽ được là gì? Được một chỉnh hợp chập K, chỉnh hợp chập K, chập K. Thì số chỉnh hợp chập K đó, số chỉnh hợp chập K, chập K của N nó sẽ là, nó sẽ ký hiệu là AKN như thế này. Nó chính bằng là CKN mình nhân thêm K dư thừa, đúng không? Tức là mình lấy ra K phần tử và mình sắp xếp K phần tử, nó chính là hoán vị của K phần tử này. Thấy không? Thì cái công thức của nó là N dư thừa chia cho N trừ K dư thừa. Và trong công thức này thì K nó cũng lớn bằng 0, nhỏ bằng N. Để thì cái số tổ hợp chỉnh hợp, thì trong xác suất thì mình sẽ hay dùng mấy cái này để mình tính xác suất rồi các anh chị, thấy không? Thì ngày sáng em tôi nói thêm, thì khi mà mình ở trong máy tính, ví dụ như mình muốn tính cái số số chỉnh hợp á, lúc nãy là tố chính tính số tổ hợp chập hai của năm, phải không? Là mình bấm năm shift dấu chia số 2, đây là số tổ hợp chập hai của năm. Bây giờ mình muốn bấm số tổ hợp, số chỉnh hợp chập hai của năm, là bấm số 5 trước rồi sau đó là shift dấu nhân chỗ chữ B nè. Rồi số 2 thì nó ra 20. Một cái ví dụ về về chỉnh hợp là như thế này, ví dụ như là mình có 5 cái thẻ. Ví dụ là tôi lấy ví dụ có 5 cái thẻ. 5 5 tấm thẻ ha, 5 tấm thẻ. 5 tấm thẻ này nó đánh đánh số từ 1 đến 5. 5. Bây giờ đó là mình lấy ra hai thẻ và ship thành một con số, một số có hai chữ số. Tức là mình ship từ trái sang phải, không từ trái sang phải, được số hai chữ số, thì vậy thì mình sẽ được gì? Vậy thì ta được 20 cách, cách xếp. Không. Đấy. Thì nếu mà cái tổ hợp mình lấy ra thì nó có 10 tổ hợp thôi. Mà cứ mỗi tổ hợp là mình xếp được hai số, ví dụ như mình lấy được số 1 với số 5, mình xếp được cái số 15 với số 51, nó có hai số như thế. Không? Cho nên là cái số chỉnh hợp này nó sẽ gấp k dư thừa lần cái số chỉnh hợp, cái tốt tổ hợp. Số chỉnh hợp chập k của n thì nó gấp k dư thừa lần số tổ hợp chập k của n. À. Đấy. Thì ở đây một số cái ví dụ là tôi nói thêm về để mình phục vụ tính xác suất. Bây giờ tôi đảo lại cái ví dụ 1.7, không 1.7 thì lúc nãy rồi tôi nói là bây giờ trong một cái lớp này nó có 30 bạn, 30 bạn, bây giờ mình chọn ngẫu nhiên ra 4 bạn, chọn ngẫu nhiên ra 4 bạn để làm ban cán bộ lớp. Bây giờ ở đây yêu cầu là tính xác suất để cán bộ lớp có một bạn nam, ba bạn nữ. Thì ở trong cái bài này là tôi gọi AK là biến cố có K bạn nam. Thấy không? Trong trong ban cán ban, trong ban cán bộ mình vừa chọn đó, chọn 4 người mà có K người nam, đúng không? Thì cái cách chọn như thế nào? Số cách chọn nó thế nào? Số cách chọn nó là số này. Chọn 4 người mà có K người nam đó các anh chị. Thì số cách chọn nó chính là số tổ hợp chập K của 10 nhân cho số tổ hợp chập 4 trừ k của 20. Tại sao nó như thế? Thấy không? Thì bây giờ mình chia giai đoạn ra đi. Ví dụ như mình chọn có 4 người mà trong đây có k người nam. Thấy không? Chọn 4 người mà có k người nam thì đầu tiên á, k người nam này đó là mình chọn trong số 10 người nam này các anh chị. Thấy không? K người nam mình chọn trong số 10 người nam, vậy thì số cách chọn nó là CK 10, đúng không? CK 10. Sau khi mình chọn được k người nam thì còn còn lại là 4 trừ k người nữ. 4 trừ k người nữ, đúng không? Mà 4 trừ k người nữ này mình sẽ chọn trong số 20 bạn nữ này. Đấy, thì số cách chọn đó là C4 trừ k của 20. Đấy. Mà cái này là mình chọn, mình công việc này cũng như mình tiến hành hai giai đoạn, đúng không? Cho nên đây mình sử dụng quy tắc nhân thì nó ra được
số phần tử của cái biến cố A này, AK này. Và câu A của mình đó chính là mình đang tính xác suất của biến cố A1 với các anh chị. A1 có nghĩa là mình chọn một bạn nam và ba bạn nữ, đúng không? Chọn được ba một bạn nam và ba bạn nữ. Thì một bạn nam này mình chọn trong số 10 bạn nam này thì số cách chọn là số tổ hợp chập 1 của 10. Còn ba bạn nữ này mình chọn trong số 20 bạn nữ. Cho nên số cách chọn của nó chính là số tổ hợp chập 3 của 20. Đúng không? Và mình sẽ lấy máy tính mình bấm ra coi cái kết quả nó ra nhiêu ha. Chỗ này lý do là tôi làm tròn á, làm tròn. Nếu không làm tròn nữa thì mình bấm như thế này. Thì bây giờ mình tính cái xác suất này đúng không? Mình tính xác suất này nè. Mình sẽ chọn cái chế độ mod 1 đi, mod 1 tính bình thường á. Đấy, thì bây giờ ở đây là tôi thấy là ở đây cái số nó là 10 10 C1, tôi bấm số số 10 trước. Rồi shift dấu chia số 1. Rồi ở đây nó nhân cho 20. Shift dấu chia 20 C3. Rồi dưới đây là 30 nè. 4. Bấm ra kết quả này. Nhưng mà mình muốn là nó thành cái số thập phân á, số thập phân thì bấm phím SD này. Nhưng mà cái số thập phân này là mình muốn làm tròn bốn chữ số thập phân sao dấu phẩy với anh chị. Thì ở đây mình sẽ bấm shift mode. Số 6, chữ số 6 là chữ fit đấy, 6. Đấy không? Là mình muốn làm tròn bốn chữ số thập phân sao dấu phẩy thì mình bấm thêm số 4 nữa. Thì kết quả lúc này mình sẽ bấm SD này thì nó hiện ra có bốn chữ số thập phân sao dấu phẩy là kết quả như thế này. Còn nếu như mình dùng cái máy 580 thì mình cũng làm tương tự thôi. Đó, mình làm tương tự như thế này. Tức là ở đây mình bấm 10 C1 rồi nhân cho 20 C3 rồi chia cho 30. Đấy, thì ra kết quả này mình bấm SD nữa. Thì lúc này mình chưa làm tròn. Trong máy này nếu mà mình làm tròn thì mình bấm shift menu rồi chỗ định dạng số số 3 nè. Mình sẽ chọn cái số thập phân, chọn số thập phân là fit là số 1 phải không? Số 1. Thì lúc này nó chọn số thập phân sao dấu phẩy tức là mình chọn số 4. Đó, bây giờ mình sẽ bấm SD lại. Đây. Để làm tròn. Đấy thì ở đây mình đã giải xong cái câu A là ban cán bộ lớp là có một ban cán bộ lớp là có một bạn nam ba bạn nữ. Bây giờ mình giải câu B tức là ban cán bộ lớp có hai bạn nam hai bạn nữ thì chỗ này mình thay k bằng 2 vô là được không, thay k bằng 2 vô. Đó. Tức là hai bạn nam thì mình chọn trong số 10 bạn nam chưa hai bạn nữ thì chọn trong số 20 bạn nữ và chia cho tổng số phần tử của không gian mẫu là C4 30. Thì cái này mình cũng bấm máy tương tự nha. Bấm máy tương tự ra kết quả này. Và bây giờ tôi giải câu C là gì? Ban cán bộ có ít nhất một bạn nam. Thì tôi lấy biến cố đối của nó là ban cán bộ không có bạn nam nào. Không, tức là A0 là ban cán bộ không có bạn nam nào. Đó, và tôi lấy một trừ ra thì tôi sẽ được xác suất của biến cố C tức là ban cán bộ có ít nhất một bạn nam. Ít nhất một bạn nam có nghĩa là nó có một bạn nam hoặc hai bạn nam hoặc ba bạn nam hoặc bốn bạn nam. Cái trường hợp đó nó tính ra dài quá thì tôi sẽ tính cái xác suất của biến cố đối là không có bạn nam nào là A0. Không? Và tôi sẽ lấy một trừ ra. Thì đó là cái định nghĩa xác suất theo cái quan điểm cổ điển anh chị. Thấy không? Định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển. Thì cái ví dụ 1.7 này các anh chị theo đánh dấu lại giùm tôi ha. Ví dụ 1.7 này chúng ta đánh dấu là chúng ta xem kỹ là giùm. 1.7. Thì cái phần tiếp theo là mình định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê các anh chị. Định nghĩa thống kê thường đó là mình theo cái kinh nghiệm của mình đó thì cái tỷ lệ nam nữ ở trong cộng đồng thường đó là nó sẽ là 1/2. Tỷ lệ nam nữ thường 1/2. Còn khi mà mình gieo cái đồng xu nhiều lần đó thì thường là
tần suất xác suất xuất hiện mặt sắp là thường mình mặc định công nhận nó là 1/2, thì nó dựa vào cái quan điểm thống kê. Ngoài ra thì nó còn cái tính xác suất theo cái quan điểm gọi là quan điểm hình học đó chị. Quan điểm hình học là nó áp dụng khi mà trường hợp cái không gian mẫu này đó là nó là vô hạn, không đếm được cái phần tử, tức là cái không gian mẫu của nó là một cái miền hình học luôn, thì nó sẽ định nghĩa theo công thức 1.3 này đó. Thì cái này mình tham khảo thêm thôi. Không, bây giờ thi cử mà nếu mà mình làm theo cái quan điểm hình học này nó rất rối đấy, thì cho nên mình tham khảo thêm. Thì một số tính chất thì các anh chị lưu ý cho mình dùm ha, tức là biến cố đối, biến cố không thì xác suất chắc chắn là bằng không, và biến cố chắc chắn thì xác suất bằng một. Và xác suất của một biến cố thì theo định nghĩa đó thì xác suất của một biến cố là lúc nào nó cũng lớn hơn không, nhỏ hơn một các anh chị. Đấy không? Đấy, thì mình lưu ý công thức này là xác suất của một biến cố lúc nào cũng lớn bằng không và nhỏ bằng một. Đấy không? Và công thức hay sử dụng đó là công thức 1.6, là xác suất của biến cố đối của biến cố A thì bằng một trừ xác suất của biến cố A. Thì cái công thức này là nó giống như cái chỗ ví dụ 1.7 ở trên đây nè, 1.7 câu C đó. Đấy không, câu C thì biến cố A không, tức là biến cố không có bạn nam nào, là biến cố đối của biến cố có từ một bạn nam trở lên. Đấy không? Đấy, thì mình sẽ áp dụng công thức biến cố đối. Thì cái chỗ tính chất rồi biến cố đối không, và một cái công thức mà mình hay sử dụng để mà tính xác suất của biến cố hiệu đó, tức là biến cố B trừ A, đúng không, tính xác suất của biến cố B trừ A. Lưu ý là mình có hai cái dấu sẹt ở đây, mình có hai dấu sẹt ở trong trong cái tài liệu này, mình có hai cái dấu sẹt. Khi mình ký hiệu là B, ví dụ như mình viết như thế này các anh chị, mình viết là B sẹt phía trước như là A, thì cái này đọc là gì, là B trừ A. Còn nếu mà mình ghi như thế này, dấu sẹt đứng hoặc là nghiêng ra phía sau, mình đọc là B với điều kiện A. B với điều kiện A, đúng chưa? Thì nó có hai cái ký hiệu, cái ký hiệu sẹt ra phía sau này đọc là, hoặc là đứng thì mình đọc là điều kiện, còn sẹt ra phía trước này thì đọc là B trừ A. Nhưng mà thường B trừ A đấy thì trong tài liệu này thường là nó ký hiệu là B trừ A, là nó ký hiệu như thế này, tức là ký hiệu A B gạch, cái ký hiệu này nó trùng với ký hiệu là A, xin lỗi, B A gạch nó trùng với cái ký hiệu là B A gạch. Và cái tính chất thứ 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 tám là nếu như A kéo theo B thì xác suất của biến cố A là lúc nào cũng bé hơn bằng xác suất biến cố B. Tính chất thứ chín là nếu như cái biến cố mà xung khắc từng đôi á, xung khắc từng đôi thì xác suất của biến cố tổng là bằng tổng cái xác suất. Thì lúc nãy khi nói về về tổng các cái xác suất thì tổng các biến cố, thì biến cố A hợp B này nè, trong trường hợp AB xung khắc thì mình còn viết là A cộng B nha. A cộng B thì mình đọc là gì, A hợp B hoặc là tổng của A với B. Thì cái cách viết là hai tổng của hai biến cố hay là hợp của hai biến cố, thì nếu như nó xung khắc thì mình có thể thay cái dấu hợp này thành dấu cộng. Đúng không? Như vậy thì nếu mà A giao B đó, A giao B như thế này thì mình còn viết là A B viết liền. Còn nếu mà A hợp B như thế này thì mình còn viết là A cộng B. Có nhiều giáo trình là viết A cộng B thay cho A hợp B. À, chúng ta theo kịp không ạ? Nguyễn Trường Thuận là mới vô à? Chí Quỳnh nó theo kịp không anh? Dạ kịp. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo, cái tính chất xác suất rồi phải không? Bây giờ mình sẽ nói về cái công thức tính xác suất. Thì công thức tính xác suất thứ nhất là mình nói về cái công thức cộng xác suất, thấy không? Công thức cộng xác suất. Thì bây giờ tôi mô tả cái công thức cộng xác suất như thế này. Bây giờ mình có hai cái biến cố AB như thế này. AB. Biến cố A, biến cố B. Thì cái phần này nó chính là A giao B nè.
Bây giờ mình muốn tính xác suất của nó, tức là mình sẽ so cái diện tích của thằng thằng A với diện tích của nguyên cái omega này đúng không? Để tôi vẽ và bên ngoài cái tràn hoạt hàng tràn vậy thôi. À, ví dụ như tôi có hai, tôi có cái không gian mẫu là cái vòng tròn này, đây không gian mẫu omega này. Rồi sau đó là trong đây tôi có hai cái biến cố AB, biến cố AB. Cố A này, biến cố B. Thì mình sẽ dùng cái phần mình tô màu đó, cái gạch gạch này nè, để mình biểu diễn cho A A hợp B. Ừ. Thì cái phần gạch gạch này nó chính là A hợp B. Vậy thì xác suất của biến cố A hợp B nó là cái gì? Thì lúc nãy mình nói xác suất cái phần A hợp B này á là nó chia làm ba biến cố. Không, nó chia làm ba biến cố. Thứ nhất là nó sẽ bằng là A AB gạch, tức là A trừ B đó, cộng cho cái xác suất là A giao B. A giao B tức là cái phần trong này, và cộng cho cái xác suất của biến cố là B trừ A. B trừ A đúng không? B trừ A là bên đây đấy. Còn nếu mà mình trong khi cái biến cố A đó, biến cố A thì nó lại tách ra là biến cố A nè, mình thấy biến cố A là nguyên cái vòng tròn này nè, thấy không? Đấy, thì nó gồm có là cái phần ở bên đây tức là A trừ B, nó sẽ bằng xác suất của biến cố A trừ B và cộng cho xác suất của biến cố A giao B, đúng không? Đấy. Rồi nếu mà mình tính xác suất của biến cố B á, thì lúc này nó sẽ bằng là xác suất của biến cố B B trừ A và cộng cho xác suất của biến cố AB. Vậy thì nếu như mà mình lấy hai thằng này mình cộng lại thì mình sẽ thấy được là cái BA mà cộng cho BB thì nó sẽ bằng là BAB ngang cộng cho BA ngang B cộng cho hai lần của BAB. Nhưng mà thực tế nó ở đây là A hợp B nó chỉ có một lần BAB, có chỉ có một lần này thôi. Cho nên ở đây mình muốn tính cái BA hợp B mà theo cái xác suất biến cố A cộng xác suất biến cố B đó thì mình phải trừ ra một lần A giao B. Và lúc này mình sẽ có là gì? Vậy thì ở đây mình sẽ suy ra được là gì? Xác suất của biến cố A hợp B nó sẽ bằng xác suất của biến cố A cộng xác suất của biến cố B trừ đi cho một lần xác suất của biến cố A giao B. Thì cái công thức này nó gọi là công thức cộng xác suất. Công thức cộng xác suất. Và nếu như hai biến cố mà nó xung khắc á, thì cái phần này nó bằng không, thì nó trở đảo về công thức là xác suất của tổng bằng tổng xác suất áp dụng cho trường hợp hai biến cố xung khắc. Không? Đấy, thì đây là cái công thức cộng xác suất mà giờ tôi nói là công thức cộng xác suất. Thì cái ví dụ mình khảo sát tiếp theo là ví dụ 1.9. Nãy mình có ví dụ 1.7, 1.8 là cái ví dụ về mô hình hình học này, các anh chị tham khảo thêm. 1.9 là ví dụ này. Đúng không? Thì bây giờ đó là trong một đội tuyển có hai vận động viên A và B thi đấu. Xác suất A thắng trận là 0,8. Xác suất B thắng trận là 0,54. Và xác suất cả hai người cùng thắng trận là 0,48. Vậy thì xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận. Thì xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận, thấy không? Mình tính xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận. Thì đối với bài này thì mình đặt A là biến cố vận động viên A thắng trận và B là biến cố vận động viên B thắng trận. Thì theo đề bài xác suất của biến cố A là bằng 0,8, xác suất của biến cố B là 0,54 và xác suất để mà cả hai người cùng thắng trận là 0,48, tức là xác suất A giao B là 0,48. Như vậy thì xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận, tức là xác suất của biến cố A hợp B đó, áp dụng công thức này vô luôn thì nó bằng xác suất của biến cố A cộng cho xác suất biến cố B trừ cho xác suất của biến cố A giao B. A giao B là ở đây mình ký hiệu A, AB viết liền. Đúng không? Mình trừ ra là 0,86. Thì cái này là để minh họa cho cái công thức cộng xác suất thôi. Bây giờ mình sang tiếp theo là cái công thức xác suất điều kiện.
và xác suất điều kiện. Thì cái này lúc nãy tôi có nói cái dấu A sẹt B, mà dấu sẹt nó nghiêng ra phía sau đó, cái dấu sẹt này nó nghiêng ra phía sau nè, thì mình đọc là xác suất của A với điều kiện B. Xác suất của A với điều kiện B thì nó bằng xác suất của biến cố A giao B chia cho xác suất biến cố B. À, đấy, thì các anh chị ghi nhớ cho tôi cái công thức này luôn ha. Thì cái ví dụ mình ở đây là ví dụ số 10 á, chúng ta có thể đọc thêm để tham khảo. Ví dụ số 10 ha, bây giờ gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất giống nhau, tính xác suất để tổng số chấm thu được bằng 6, biết rằng tổng đó là số chẵn. Cái ví dụ về tổng, thì khi mà mình gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất này thế này thì nó sẽ có 36 kết quả, đúng không? Thì tổng số chấm thu được là 6 là biến cố A, và biến cố B là tổng số chấm thu được là số chẵn. Thì mình áp dụng cái công thức này thì A con B, áp dụng công thức này thì ở đây mình sẽ được 5 phần 36 chia cho 18 bằng 30, 16 thì nó là 5 phần 18. Thì cái công thức tính tiếp theo đó là công thức nhân xác suất. Công thức nhân xác suất, công thức nhân xác suất thì ở đây mình có hai công thức, tức là xác suất của biến cố A giao B thì bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A, hoặc là bằng xác suất của biến cố B nhân cho xác suất biến cố A với điều kiện B. Là công thức 1.12, gọi là công thức nhân xác suất. Rồi thì bây giờ các anh chị xem cho tôi cái ví dụ 1.11 phải không? Thì chúng ta xem ví dụ 1.11, lát có gì thắc mắc mình trao đổi ha. Chúng ta tôi sẽ cho các anh chị 5 phút để xem cái ví dụ này. Chúng ta thấy cái ví dụ hết không ạ? Ví dụ 1.11, 1.11. Một hộp có 3 quả cầu trắng và 4 quả cầu đỏ ha. Bây giờ mình lấy ngẫu nhiên liên tiếp không hoàn lại ha, lưu ý cái cách lấy mình á. Ngẫu nhiên liên tiếp không hoàn lại hai quả cầu. Và tính xác suất để hai quả cầu lấy ra cùng cùng màu đỏ hết. Thì tại sao cái xác suất này nó bằng 2/7? Nguyễn Trường Thuận vô chúng ta bây giờ theo kịp không ạ? À? Nguyễn Trường Thuận. Anh Nguyễn Trường Thuận có mặt không ạ? À? Rồi thôi nhìn đây. Anh Chí còn không anh Chí? Dạ nghe thầy này. Thì anh xem cái ví dụ này giùm ha. Rồi lát có gì mình trao đổi ha. Con mẹ nó thích ăn bánh bông lan với lại trứng muối rồi còn cá phô mai. Con thì đang nhắn nước chanh nữa, chanh chanh muối. Rồi chúng ta xem cái ví dụ thì có chưa, có cần trao đổi gì thì mình nói ha. Bây giờ ở đây là mình tính cái xác suất của biến cố A là bằng 4 phần 7 nè. Chúng ta hiểu tại sao chỗ này nó bằng 4 phần 7 không ạ? Thì xác suất của biến cố A là 4 phần 7. Và xác suất của biến cố B với điều kiện A là bằng 3 phần 6. Không?
thì mình tập trung cái chỗ này, mình tìm hiểu coi tại sao xác suất của biến cố B với điều kiện A là nó bằng 3/6 à, chỗ này. Và lâu hai cái này mình tập trung mình hiểu, tìm hiểu coi tại sao cái này nó bằng 4/7 và tại sao cái này bằng 1/2, 3/6. Và sau đó mình mới áp dụng công thức nhân xác suất, là mình đã tính ra nè, xác suất để cả hai cái quả cầu lấy ra đều màu đỏ hết, tức là quả cầu lấy ra lần thứ nhất màu đỏ, quả cầu lấy ra lần thứ hai thì cũng màu đỏ, thấy không? Mình thấy thì em tìm hiểu coi tại sao nó cái này nó bằng như thế, và lúc này mình áp dụng công thức. Được không anh Chí? À, chúng ta thấy cái này là mình có thể giải thích được tại sao nó 4/7 không? Bây giờ mình quan sát cái đề nè. Ở trong cái hộp này đó là nó có 3 quả cầu trắng và 4 quả cầu màu đỏ, tức là nó có tổng cộng là 7 quả cầu. Đúng chưa? Nó có 7 quả cầu. Mà bây giờ mình lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu. Lần đầu tiên đó mình lấy ngẫu nhiên một quả cầu thì số cách lấy của mình nó là bằng 7 cách, đúng không? Thì trong cái hộp nó có 7 quả thì mình lấy ngẫu nhiên ra một quả thì nó có 7 cách lấy, tức là cái không gian mẫu trong cái trường hợp này nó có 7 nè đó. À, và có bao nhiêu cái cách để mà nó thuận lợi cho A, tức là nó lấy ra cái màu đỏ thì nó có 4, đúng không? Vậy thì xác suất để mà xuất hiện quả cầu màu đỏ trong lần lấy đầu tiên là 4/7. Thế thì còn cái xác suất của biến cố B với điều kiện A thì tại sao nó bằng 3/6? Thì với điều kiện A có nghĩa là biến cố A đã xảy ra rồi, thấy không? Mình hiểu là xác suất của biến cố A với điều kiện B này, em xin lỗi, của B với điều kiện A, cái xác suất này là của B với điều kiện A, có nghĩa là biến cố A đã xảy ra rồi. Mà biến cố A đã xảy ra rồi có nghĩa là mình đã lấy ra một quả cầu màu đỏ rồi, thấy không? Mình lấy ra một quả cầu màu đỏ. Trong cái hộp ban đầu của mình á là nó có 7 quả cầu, 4 đỏ, 3 trắng. Nhưng mà với điều kiện A có nghĩa là cái hộp này đã bị lấy ra một quả cầu màu đỏ. Cho nên nó sẽ còn lại là 3 đỏ, 3 trắng hay là 3 đỏ trong tổng tổng số 6 6 quả. Cho nên để lần thứ hai mình lấy được quả đỏ đó, thấy không? Thì nó bằng 3/6. Đấy, tôi giải thích như thế. Và sau khi mình đã giải thích được hai cái này rồi đó thì mình sẽ áp dụng cái công thức nhân xác suất nè. Xác suất của biến cố A giao B. Cái này đọc là xác suất của biến cố A giao B. Nó sẽ bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Công thức 1.12 nó có hai công thức. Tùy theo biến cố nào xảy ra trước nha các anh chị. Nếu như biến cố A xảy ra trước thì mình tính công thức trên. Biến cố B xảy ra trước thì mình tính công thức dưới. Yeah. Ví dụ số 12. Ví dụ số 12. Mời các anh chị đọc cái ví dụ số 12 giùm ha. Mấy chị nào xung phong đọc ví dụ giùm mà. Ai xung phong đọc ví dụ giùm mà. Đấy, chúng ta ở đây còn có 8 người à. Thầy luôn là 10 người. À, tôi hỏi lần nữa là bạn 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 Hiền có vô chưa, bạn Nguyễn Hiền nè, Hiền Nguyễn gì nè, có mặt không ạ? À? Có nghe thầy giảng không? Bạn Cẩm Thu có không ạ? Có thầy ơi. Bạn Thuận là có nhưng mà cái micro hư phải không? Anh Thủy là còn có mặt đấy không? Anh Thủy. Dạ có rồi. À, cảm ơn anh. Anh Chí là có Dạ. à, chị Phương còn không? Chị Hương còn có mặt không?
Nguyễn Thanh là Nguyễn Thanh có mặt không ạ? Dạ có thầy ơi. À, bạn Phạm Thị Phương Thảo có mặt không ạ? Dạ có. Chúng ta theo theo kịp không ạ? Chúng ta theo từ giờ theo theo mấy cái ví dụ này mình nói gì theo kịp không? Thầy có nói hơi nhanh không ta? Mình nói hơi nhanh cảm giác hơi nhanh không các anh chị? Dạ không thầy ơi. Như thế là được được rồi ha. Bây giờ tôi nói với tiếp ví dụ 1.12 các anh chị. Thì bây giờ một cái chuồng gà này nó có 5 con gà trống và 7 gà mái, tức là tổng cộng nó có 12 con đúng không? 12 con. Bây giờ ở đây là người ta bắt ngẫu nhiên lần lượt 2 lần, mỗi lần một con để bán. Bây giờ yêu cầu là tính xác suất cả 2 con bắt đem bán để đều gà mái, và câu B là con gà bắt lần thứ 2 gà mái. Chưa? Đấy. Thì bây giờ ở đây mình sẽ đặt tên biến cố như thế này. Mình đặt A là biến cố là con gà bắt lần đầu là gà mái, và B là biến cố con gà bắt lần thứ 2 là gà mái. Thấy không? Thì hiển nhiên ở đây mình chưa tính được cái BB liền đâu, đúng không? Chưa được cái tính được cái xác suất của biến cố B liền đâu các anh chị. Xác suất của biến cố B này mình tính liền chưa được, thấy không? Cái này là chưa biết. Mình chỉ biết được là xác suất của biến cố A mình tính liền được nè. Tại sao? Ở đây là nó có tổng cộng là nó có 12 con. Nó có 7 phần 12 là gà mái. Thấy không? Cho nên là xác suất là bắt được gà mái là lần đầu tiên bắt được gà mái là 7 lần 10 bằng 7 phần 12. Đấy, xác suất này là mình tính ra được ngay lần đầu nè. Còn xác suất của biến cố B với điều kiện A là tính được. Tại vì với điều kiện A ở đây có nghĩa là mình đã bắt ra một con gà mái rồi. Vậy thì trong chuồng nó còn 6 con gà mái trong tổng số 11 con. Vậy thì xác suất bắt lần thứ 2 bắt được gà mái là 6 phần 11. 6 phần 11, phải không? Cho nên hai cái này là có rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ tính xác suất để cả 2 con gà bắt ra đều là gà mái, đúng không? Tức là A cũng xảy ra và B cũng xảy ra, tức là mình đã tính cái xác suất của biến cố A giao B. A giao B thì ở đây nó sẽ bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Được chưa? Thì nó 7 phần 12 nhân 6 phần 11. 7 phần 12 nhân 6 phần 11 thì nó ra 7 phần 22. Thì đây là cái câu A, mình đã tính câu A là xác suất để 2 con bắt ra đều là gà mái. Được chưa? Còn câu B là con gà bắt ra lần thứ 2 gà mái, tức là mình sẽ tính xác suất của biến cố B này là các anh chị, xác suất của biến cố B này. Thì mình thấy là biến cố B đó. Biến cố B thì nó bằng biến cố B giao với biến cố, cái này là biến cố omega, là biến cố chắc chắn nè các anh chị. À, thì lúc này là mình sử dụng cái tính chất của cái phép giao tập hợp với phép hợp tập hợp đó, thì nó có tính chất phân phối như thế này. Thì cái biến cố B là mình sẽ tách ra làm hai, nó là AB với A ngang B. Không? Đây là tưởng tượng, này là biến cố B của mình đây nè. Đây là biến cố B không? Đấy, thì ở bên đây nó có một cái biến cố là biến cố A. À, đi biến cố A. Thì biến cố A này nó quét qua biến cố B thì nó sẽ chia biến cố B làm 2 phần. Cái này là A ngang B, tức là B trừ A đó, chỗ này là B trừ A nè và chỗ này là AB. Không? Đấy. Thì bây giờ mình đang có một cái biến cố B như thế này, bây giờ có thêm một biến cố A nữa. Nó chạy qua thì nó sẽ chia biến cố B làm 2 phần. Không? Chia làm 2 phần gờ nhau. Thì AB với A ngang B này là 2 biến cố xung khắc. Đấy. Cho nên là mình áp dụng cái tính chất là xác suất của hai xác suất của tổng 2 biến cố xung khắc đó. Nếu mà 2 biến cố A giao B, AB là xung khắc. Xung khắc. Thì cái xác suất của biến cố A cộng B bằng xác suất của biến cố A cộng cho xác suất của biến cố B.
Cái này là mình áp dụng cho trường hợp hai biến cố xung khắc không? Nếu mà hai biến cố xung khắc thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất, không? Thì cái này tôi nhắc lại công thức như thế. Thì chúng ta hình dung vô cái bài này. Hình dung vô bài này có nghĩa là ở đây là cái biến cố B là mình tách thành hai biến cố xung khắc là AB với là A ngang B, là hai biến cố xung khắc. Và cho nên là xác suất của tổng nó sẽ bằng tổng xác suất. Thấy không? Tức là lúc này nó xác suất của biến cố B. Ở chỗ này mình suy ra nè. Xác suất của biến cố B nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A giao B cộng cho xác suất của biến cố A ngang B. Không? Thì lúc nãy là mình đã tính xác suất của biến cố A giao B này là bằng 7 phần 22 nè. Thấy không? Chỗ này là bằng 7 phần 22. Thấy không? Thì mình có thể khỏi ghi cái công thức này, mình chỗ này mình ghi là 7 phần 22 luôn. Thấy không? Thì chỗ này mình sẽ ghi là 7 phần 22 luôn, tại vì ở đây ở trên mình tính rồi nè. Còn còn cái xác suất của biến cố A ngang B thì mình có thể là mình tính theo công thức nhân xác suất. Thì biến cố xác suất của biến cố A ngang B thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A ngang rồi nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang. Thì ở đây mình thấy là A ngang B đó, xác suất của biến cố A ngang, xác suất của biến cố A ngang thì bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A. Mà xác suất của biến cố A lúc nãy của mình là bằng 7 phần 12 đúng không? Như thì xác suất 1 trừ cho 7 phần 12 thì nó ra 5 phần 12. Hay mình có thể tính trực tiếp cũng được, tại vì A là biến cố là con gà bắt ra lần đầu là gà mái. Bây giờ A ngang là có nghĩa là con gà bắt ra lần đầu không phải gà mái thì nó là gà trống. Mà xác suất gà trống là bằng 7 phần 12 đúng không? Cho nên là mình lý giải chỗ này là xác suất của biến cố A ngang bằng 7 phần bằng 5 phần 12 là này. À. Đấy. Tôi xóa đi, chúng ta ghi lại. À. Thì cái chỗ này là xác suất của biến cố A giao B là mình đã tính ở trên đây bằng 7 phần 22 rồi, đúng không? Đấy. Thì mình sẽ viết lại cho nó. Thì mình có thể viết theo cái bài giải ở trong đây cũng được, hoặc là mình có thể viết theo thầy là này. Thì đây mình sẽ suy ra được nè. Xác suất của biến cố B bằng xác suất của biến cố A giao B cộng cho xác suất của biến cố A ngang B. Đúng không? Nhưng mà cái chỗ A giao B này lúc nãy mình trên tính trên đây là bằng 7 phần 12, 7 7 phần 22 đúng không? 7 phần 22. Còn xác suất của biến cố A ngang B thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A ngang nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang. A ngang có nghĩa là con gà bắt ra lần đầu là gà trống. Thấy không? Thì lúc này nó sẽ bằng là gì? Bằng 7 phần 22 viết lại. Rồi xác suất con gà bắt ra lần đầu gà trống thì nó sẽ là 5 phần 12 nhân cho 7 phần 11. Thì xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang là bằng 7 phần 11 anh chị. Thấy không? Tại sao? Tại mình một chuồng có 12 con mà bắt ra con gà trống rồi thì nó còn 11 con. Còn con số gà mái thì vẫn giữ nguyên như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tính toán là hết thì nó ra đáp án là bằng 7 phần 12. Tức là con gà bắt ra lần lần thứ hai là 7 phần 12. Gà mái 7 phần 12. Thì cái bài toán này nó giống cái bài toán là bắt thăm cái gì? Bắt thăm. Ha. À, tôi nói về cái bài toán bắt thăm. Tức là ví dụ như mình có 10 lá thăm. Ví dụ mình có 10 lá thăm. Mà trong đó có 3 lá thăm trúng thưởng. Không, trong đó có 3 lá thăm trúng thưởng. Bây giờ có hai người. Có hai người. Lần lượt ha. Lần lượt bắt thăm. Lần lượt. Mỗi người bắt một lá thăm. Thì vậy thì cái xác suất mà cái người thứ nhất, xác suất người thứ nhất trúng thưởng là bao nhiêu? Xác suất người thứ nhất trúng thưởng là bao nhiêu? Là 3 phần 10. Đúng chưa?
Vậy thì cái xác suất người thứ hai trúng thưởng là bao nhiêu? Cũng là 3 phần 10. Mình có thể chứng minh điều này được không? Có nghĩa là bắt thăm trước hoặc là bắt thăm sau đều có kết quả trúng thăm là như nhau. Đúng chưa? Đấy. Thì là mình có thể chứng minh được điều này bằng cách là gì? Mình đặt A là biến cố, A là biến cố người thứ nhất trúng thăm. Người thứ nhất trúng thưởng. Và B là biến cố người thứ hai trúng thưởng như thế này. Thì chúng ta sẽ có là cái xác suất của biến cố A thì nó chắc chắn có là xác suất của biến cố A là bằng 3 phần 10. Đấy. Còn cái xác suất của biến cố B với điều kiện A là bằng bao nhiêu? À, có ai nói được điều này không? B với điều kiện A có nghĩa là người thứ nhất đã trúng thưởng rồi thì xác suất người thứ hai trúng thưởng là bao nhiêu? À, thì chúng ta có thể đánh cái kết quả lên cho tôi xem coi. Chúng ta có thể đánh là kết quả này. Tức là tôi muốn biết là cái người thứ nhất là trúng trúng thưởng là xác suất là 3 phần 10, còn xác suất là người thứ hai trúng thưởng với điều kiện người thứ nhất trúng thưởng là xác suất bằng bao nhiêu. Chúng ta có thể đánh cái kết quả vô đây cho tôi xem coi. Vô cái khung chat này nè các anh chị, đánh đánh vô. Em. Được không ạ? Cái phần là mình đánh sẹt thôi. Bao nhiêu ạ? 2/9. Rất tốt ha, đây 2/9. À. Có một cái kết quả là 2/9. Có ai có kết quả khác không ạ? Đồng ý là 2/9 chưa các anh chị? Đồng ý 2/9 nha. Để tôi ghi cục sạc chưa cái. Đấy thì cái kết quả của mình là 2/9 đó các anh chị, 2/9 thấy không? Tại sao 2/9? Thì với điều kiện A có nghĩa là với điều kiện A có nghĩa là mình đã lấy ra một cái lá thăm có trúng thưởng rồi. Thấy không? Và trong đây nó còn là 9 lá thăm mà trong đó còn có 2 lá thăm trúng thưởng thôi. Cho nên lần thứ hai để mà trúng thưởng thì xác suất của nó bằng 2/9. Và mình cũng phải quan tâm thế này, cái trường hợp thứ hai là cái xác suất để người thứ hai trúng thưởng với điều kiện người thứ nhất không trúng thưởng. Tức là B với điều kiện A ngang này, cái này bằng nhiêu các anh chị? Này bằng nhiêu? Chúng ta đánh cái kết quả vô cái khung chat giùm tôi coi cái này ra như vậy. 3/10. Rồi cảm ơn bạn Cẩm Thu ha, bạn Cẩm Thu. Rồi. Rồi, cái này là bằng 3/10 đó các anh chị, 3/10. 3/10 hay 3/9 à? À? Xin lỗi 3/9 là tôi nhầm rồi. Xin lỗi bạn Cẩm Thu nha. Cái này là 3/9 mới đúng. À, 3/9. Bạn Thanh Nguyễn là đánh đánh cái kết quả trúng rồi đó. 3/9 ha. Tại sao 3/9 thì với điều kiện A ngang có nghĩa là người thứ nhất đã bắt một lá thăm và lá thăm nó không trúng thưởng. Như vậy thì số lá thăm trúng thưởng vẫn còn là 3 đúng không? Nhưng mà tổng số lá thăm là nó bị mất đi 1, cho nên xác suất này 3/9 này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng cái công thức lúc nãy thì mình có là xác suất của biến cố B đó nó sẽ bằng là xác suất của biến cố AB cộng cho xác suất của biến cố A ngang B. Và từng cái này là mình lại áp dụng cái công thức nhân xác suất vô đây. Nhân xác suất vô đây thì cái này nó sẽ bằng BA nhân cho BB với điều kiện A đúng không? Đây công thức nhân xác suất nè. Còn ở bên đây thì nó sẽ là BA ngang rồi nhân cho BB với điều kiện A ngang. Đúng chưa? Đó, thì bây giờ mình thế số vô nè, BA là bằng 3/10 đúng không? Còn BB với điều kiện A là bằng 2/9 nè, 2/9 là đem xuống. Còn BA ngang thì nó sẽ bằng 1 trừ cho BA đúng không? Là bằng 7/10. 7/10.
và nhân cho b bb với điều kiện a ngang là bằng 3/9. 3/9 thì mình thấy là cả hai cái này, cái mẫu chung nó đều có hai bên đây thì nó đều có cái số là 3/10 hết thôi, 3/10 hết, là mình đem 3/10 làm thử chung. Không, thì mình đem 3/10 làm thử chung thì bên đây nó sẽ còn lại là 2/9, 2/9 và bên đây nếu mà bên bên phải này mình đem 3/10 làm thử chung thì nó còn 7/9 ở đây, mà 7/9 mà cộng với 2/9 thì nó ra 9/9 là 1, vậy thì kết quả nó 3/10, đảo là 3/10 đúng không? Cho nên là xác suất để người thứ hai trúng thưởng nó vẫn là 3/10, nó bằng với xác suất người thứ thứ nhất trúng thưởng. Và tôi giả sử như đây nó có ba người bắt thăm, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba bắt thăm, thì cái xác suất cái người thứ thứ ba nó trúng thưởng nó cũng là 3/10 các chị, mình có thể chứng minh được ha. Đấy, cho nên là cái việc bắt thăm này đó là người thứ nhất bắt lần thứ nhất, bắt lần thứ hai, bắt lần thứ ba thì nó cái xác suất trúng thưởng nó đều như nhau hết, tức là nó không thay đổi gì hết ha. Đấy, thì mình có thể tưởng tượng ra như thế này, chẳng hạn như người thứ nhất họ bắt thăm nhưng mà không, họ không có mở cái lá thăm ra. Người thứ nhất người ta bắt thăm, giả sử như người ta bắt xong người ta không có mở lá thăm ra, mà người ta để quên, người ta để quên, người ta không mở ra, về nhà thì về nhà luôn đó. Cái tới người thứ hai cái vô bắt thăm đấy, đại khái thế, thì cái tính chất của nó cũng như là nó chưa có biết thông tin gì hết thì coi như tính chất nó không thay đổi, thấy không? Về xác suất nó vẫn là 3/10. Con tắt cái rồi, đó là mình đã nghiên cứu về cái công thức nhân xác suất các anh chị, công thức nhân xác suất cho trường hợp hai biến cố nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp cái công thức nhân xác suất tổng quát cho nhiều biến cố, nhiều biến cố. Thì mình có n biến cố a1, a2 đến an, thì xác suất giao của n biến cố, giao của n biến cố a1, a2, an này, tức là có nghĩa là n biến cố này cùng xảy ra đó, cùng xảy ra. Thì bây giờ mình xem một cái ví dụ như thế này. Bây giờ mình có một một lô hàng có 9 sản phẩm giống nhau. Bây giờ mỗi lần kiểm tra đó là mình sẽ chọn ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm. Kiểm tra xong mình trả lại lô hàng, không? Bây giờ tính xác suất là sau 3 lần kiểm tra 9 sản phẩm đều được kiểm tra. Thì cái vấn đề là nếu như mà mình muốn 9 sản phẩm này đều kiểm tra được hết đó, thì mình kiểm tra xong mình để ở ngoài đi đúng không? Mình để ở ngoài rồi sau đó mình lấy sản phẩm khác ra kiểm tra thì coi như 9 sản phẩm đều được kiểm tra hết. Nhưng mà bây giờ mình không làm như vậy. Đầu tiên đó là mình lấy ra 3 sản phẩm, kiểm tra xong cái là mình trả 3 sản phẩm nó vào lô hàng. Đó, mình trả 3 sản phẩm nó vào lô hàng và sau đó là từ cái lô hàng đó là mình lại lấy ra 3 sản phẩm. Mà lấy ra 3 sản phẩm. Không? Và sau đó mình kiểm tra xong lại mình tiếp tục trả vào cái lô hàng đó. Rồi lần thứ ba mình cũng lấy ra 3 sản phẩm mình kiểm tra và tính xác suất là cả 3 lần, vậy thì mình lấy hết các cái sản phẩm. Đó. Thì bây giờ để làm được vậy thì mình sẽ đặt cái điều kiện như thế này. Bây giờ mình đặt cái điều kiện, đặt cái biến cố AI đó là lần kiểm tra thứ y gặp toàn sản phẩm mới, tức là sản phẩm chưa được kiểm tra. Thì vậy thì có nghĩa là lần thứ mình muốn kiểm tra hết 9 sản phẩm này đó, thì có nghĩa là lần thứ nhất mình gặp 3 sản phẩm mới, lần thứ hai mình cũng gặp 3 sản phẩm mới và lần thứ ba mình cũng gặp 3 sản phẩm mới. Và cái xác suất để mà lần thứ nhất gặp 3 sản phẩm mới thì là nó bằng 1. Thấy không? Thì cái này nó hiển nhiên rồi. Và khi mà mình đã kiểm tra 3 sản phẩm này rồi đó, đó, thì với điều kiện A1 xảy ra thì lúc này trong cái lô hàng mình nó lại có tính chất là
ba mới, xin lỗi, sáu mới, sáu sản phẩm mới. Nếu mà A1 xảy ra đó thì lúc đầu đó là chín sản phẩm nó đều mới hết đúng không, chín sản phẩm nó đều mới hết. Nhưng mà nếu mà A1 xảy ra, tôi viết viết chỗ này nè, bây giờ trong trường hợp này là lúc đầu đó là chín chín sản phẩm nó đều mới hết, mới có nghĩa là chưa chưa được kiểm tra đó. Bây giờ nếu mà A1 xảy ra, A1 xảy ra có nghĩa là tôi đã kiểm tra ba sản phẩm và tôi đẩy thảy ba sản phẩm này vô lô hàng lại, thì lúc này trong ba trong cái lô hàng nó lại phân chia làm hai là sáu mới, và ba cũ. Bây giờ sáu mới ba cũ, vậy thì nếu như A1 xảy ra thì xác suất để lần thứ hai mình lấy được cái sản phẩm mới hết, xác suất để mà lần thứ hai lấy được sản phẩm mới, tức là mình sẽ lấy ba sản phẩm mới trong số sáu sản phẩm mới này, thì nó sẽ có là số cách lấy nó là C36 đúng chưa. Còn ba cũ, là xin lỗi, số số cách lấy ba trong chín sản phẩm thì nó là C39. Vậy là xác suất để biến cố A2 với điều kiện A1 là 5/21 đúng chưa. Tiếp theo là nếu như A1 A2 xảy ra, A1 A2 xảy ra có nghĩa là mình đã kiểm tra hết 6 sản phẩm. Nếu mà A1 A2 xảy ra, A1 A2 xảy ra, nếu mà A1 A2 xảy ra thì lúc này cái hộp nó sẽ thay đổi như thế này. Lúc này là nó sẽ có là ba mới và sáu cũ. Ba mới sáu cũ. Bây giờ nếu mà lần thứ ba mình lấy ra ba sản phẩm mà nó rơi vào ba sản phẩm mới này thì số cách lấy nó là C33 đúng không? Chia cho C39 thì xác suất nó sẽ bằng là 1/84. Thì lúc này đó là theo cái công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố thì mình sẽ có công thức như thế này. Thì nó là 5/1764, 5/1764. Thì cái này là minh họa cho cái công thức nhân xác suất nhiều biến cố ha. Thế thì chúng ta giải lao ít phút rồi chúng ta vào học tiếp ha. Bây giờ là 7:55 rồi, chúng ta nghỉ vào khoảng 10 phút, 10 phút về 8:05 rồi chúng ta gặp nhau chúng ta làm việc thêm chập nữa ha. Thì bây giờ mình đảo là lớp học nha các anh chị. Đảo là lớp học. Mời các anh chị mở camera là tôi điểm danh có mặt hết không ạ? Chào ạ. Ê, xin Dạ chào. chào thầy. Chào bạn Cẩm Thu. Mọi người mở camera lên cho thấy mặt lên nè. Ai biết đâu nó hú này. Khi mà mình để cái mình bắt bắt hai cái phương tiện cùng cùng trên một cái ít đó, nó có hiện tượng cái gian vậy đó. Do cái như hồi xưa khi mình xài cái dàn âm thanh đó, mình để cái mic mà ngay cái lo đó thì nó cũng hay có hiện tượng bị hú vậy. Em đang chống dịch ở bệnh viện dã chiến luôn á thầy.
Vậy hả? thầy Tôi giảng thấy cái luôn. hình đấy giống như tưởng ở trong cơ quan ấy, giống trong cơ quan. Cái đó là hình kỷ niệm đó thầy, em dán giáp Anh cái phòng luôn. ở đâu? Anh Thuận là ở đâu? Em ở Phú Tân mình. Ha. Dạ. Tôi thì từ đầu mùa dịch tới giờ là tôi ở nhà luôn đó, ở nhà dạy online này kia không. Có Nhà cái ngay học trường online thì cũng tiện chứ giờ dịch mà kêu dạy vô trường học cũng ớn. thầy ơi, thầy rồi gửi cái tài liệu của mình sao thầy ơi? Tài liệu tôi gửi lên rồi đó, gửi lên cái nhóm Zalo á. Là mấy em lấy cái đó là học bài luôn hả thầy? Không, cái đó là học để mình lấy căn bản thôi, còn trường nó thi thì tôi sẽ giới hạn lại, thấy không? Dạ Mình giới dạ hạn rồi, lại, cảm mình ơn lấy thầy. ra cái căn bản để mình có cái tài liệu mình tham khảo, chẳng hạn như công thức này công thức kia đó, mà mình không có cái gì mình lật cái mình coi thì không được, cho nên là mình phải có cái tài liệu tham khảo trước để mà mình lấy cái căn bản, hoặc là khi mà mình tham khảo công thức này kia đó mình coi lại. Còn cái thi á, thì mình sẽ giới hạn một số cái câu hỏi để mà thi. Thầy ơi, thi là bài tập thôi hay là có lý thuyết nữa thầy? Thì lý thuyết là Trời mình để ơi, lâu bổ trợ cho cái phần đó thôi, chứ thi là mình chỉ thi bài tập thôi. lâu quá không gặp bạn Thu, ta mở camera lên cái coi nè. Thu ơi, Thu ơi, Thu ơi. Cẩm Thu. Bạn bè học chung lớp mà gì đó. Chết tôi rồi. Ông nào nó lấy ví dụ gì nè, không có lấy ông nào không ví dụ gì ở với tôi. Rồi như vậy thì mình tiếp tục học đi các anh chị. Bây giờ mình sẽ lao được 15 phút rồi đó. Vâng. Rồi, bây giờ tôi sẽ phân tích cái tiếp cái ví dụ 10 14 nè. Ví dụ 14 này là minh họa cho cái công thức nhân xác suất. À, qua tôi quên chia sẻ màn hình, xin lỗi. Chia sẻ màn hình là không được. Thì tiếp tục mình minh họa cho cái công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố này ha. Nhân xác suất nhiều biến cố là cái ví dụ điển hình của nó là cái ví dụ này. Thì chọn ứng cử viên cho chức tổng giám đốc điều hành một công ty. Tuyển chọn qua thí sinh ba ba vòng thi ha. Vòng thứ nhất là lấy 70% thí sinh nè. Vòng thứ hai là lấy 50% thí sinh đã qua vòng thứ nhất. Và vòng thứ ba là lấy 20% thí sinh qua vòng thứ hai. Thì để trở thành ứng cử viên thì thí sinh phải vượt qua cả ba vòng thi. Thì yêu cầu là tính xác suất một thí sinh bất kỳ để được trở thành ứng cử viên trước tổng giám đốc. Câu B là tính xác suất thí sinh bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại. Thì ở đây mình sẽ đặt tên biến cố như thế này các anh chị. Bây giờ mình coi cái đề lại ha. Thì ở đây một thí sinh mà để trở thành ứng cử viên chức tổng giám đốc thì phải đi qua ba vòng thi ha. Vòng thứ nhất thì xác suất thi đậu đó, xác suất thi đậu vòng thứ nhất đó là 70%. Cái này là xác suất đậu vòng thứ hai với điều kiện đã đậu vòng thứ nhất ha. Với điều kiện đã thi đậu vòng thứ nhất. Người đó thi đi vô vòng thứ hai thì xác suất thi đậu vòng thứ hai nữa là 50% ha. Còn đây là vòng thứ ba. Vòng thứ ba thì nó sẽ lấy 20% thí sinh qua vòng thứ hai. Mà để qua vòng thứ hai thì chắc chắn là nó phải qua vòng thứ nhất rồi. Vậy thì là cái này là xác suất đậu vòng thứ ba với điều kiện đã qua vòng thứ nhất và thứ hai đây. 20% tức là 0,2 ha. Để trở thành ứng cử viên thì phải vượt qua cả ba vòng thi. Bây giờ tính xác suất để một thí sinh bất kỳ trở thành ứng cử viên chức tổng giám đốc. Và câu B là tính xác suất thí sinh bị loại vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại. Vậy thì mình quan tâm hai biến cố là đậu và bị loại ha. Đậu là biến cố A, gọi là biến cố A là đậu ha. Còn đậu vòng thứ y là khác ha, đậu với đậu vòng thứ y là nó khác. Đây. Mình sẽ gọi AI là biến cố thí sinh qua qua vòng thứ y, tức là đậu vòng thứ y đó, và biến cố A là biến cố thí sinh này là thi đậu.
tức là được trở thành ứng cử viên chức tổng giám đốc thì gọi là thi đậu. Thì ở đây đó thì theo đề bài đó thì mình sẽ có xác suất của biến cố A1 là 0,7, cái đề nó cho 0,7 này các anh chị, thấy không? Qua vòng thứ nhất là 0,7. Và xác suất đậu vòng thứ hai với điều kiện đã qua vòng thứ nhất là 0,5 ha. Cái này là mình không có viết là BA2. Mình không có viết là BA2, viết BA2 bằng 0,5 như thế này là sai nè. Cái này là sai, viết như thế này là sai ha. Nó phải là BA2 với điều kiện A1 nó bằng 0,5. Giống như lúc nãy là mình có cái câu ở trên đây là mình tính cái xác suất mà nó cái xác suất mà nó là lần thứ hai mà bắt được thăm trúng thưởng, người thứ hai bắt được thăm trúng thưởng đó, thì mình nếu mà mình ghi cái BB này đó là nó bằng 3 phần 10 này. BB 3 phần 10, trong khi BB với điều kiện A nó có 2 phần 9 này. Cho nên mình cái đó là mình viết gì là sai đó. Thì đảo là cái bài này không, thì ở đây mình sẽ viết là BA2 với điều kiện A1 là 0,5. Còn chỗ này là B, xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1 A2 là 0,2, chứ không phải mình nói rồi xác suất thí sinh qua vòng thứ ba là 0,2 là không phải. Xác suất thí sinh qua vòng thứ ba với điều kiện anh này đã qua vòng thứ hai, mà qua vòng thứ hai thì cũng có nghĩa là anh đã qua vòng thứ nhất rồi. Đấy. Thì có nghĩa là ở đây là xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1 A2 là bằng 0,2. Bây giờ mình áp dụng công thức nhân xác suất thì mình sẽ có biến cố A, tức là biến cố qua 3 vòng thi đúng không? Qua 3 vòng thi đó. Thì áp dụng công thức nhân xác suất cho trường hợp nhiều biến cố nè. Đó. Thì mình thế số vô thôi. Để ra 0,07. 0,07 này mình có thể viết thành 7% cũng được ha, tức là bằng 7%. 7% để trở thành ứng cử viên chức tổng giám đốc. Mới thành ứng cử viên thôi chứ chưa thành tổng giám đốc rồi ha, mới ứng cử viên thôi. Thì bây giờ là mình đã giải được câu A là về xác suất để một thí sinh bất kỳ trở thành ứng cử viên chức tổng giám đốc. Bây giờ mình sang câu B là tính xác suất thí sinh này bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại ở vòng thứ hai ha, nó có hai cái điều kiện, biết rằng này là điều kiện không? Cái này là tính xác suất điều kiện các anh chị. Khi mà mình gặp cái chữ biết rằng nè hoặc là biết ha, thì cái này có nghĩa là xác suất điều kiện. Thì xác suất thí sinh bị loại ở vòng thứ hai, tức là biến cố A2 ngang, thấy không? Với điều kiện thí sinh này bị loại, tức là với điều kiện biến cố A là biến cố thi đậu cả 3 vòng đúng không, là biến cố đói của biến cố A là bị loại. Thì bây giờ mình sẽ tính cái xác suất thí sinh bị loại. Ở đây nó thi đậu là xác suất là 0,07. Vậy là xác suất bị loại là biến cố đói của biến cố bị loại là xác suất biến cố đói của biến cố được chọn đúng không? Thì nó bằng 1 trừ cho BA là bằng 0,93. Đó. Thì bây giờ đó là mình áp dụng công thức xác suất điều kiện trong trường hợp này. Xác suất của biến cố A2 ngang với điều kiện A ngang. Xác suất của biến cố A2 ngang tức là bị loại ở vòng thứ hai với điều kiện bị loại. Thế này mình áp dụng công thức xác suất điều kiện thôi. Lúc nãy là công thức xác suất điều kiện mình đã nghiên cứu ngay từ đầu, đó là xác suất của biến cố A với điều kiện B đúng không? Nó sẽ bằng xác suất của biến cố AB nè chia cho xác suất của biến cố B. Đấy, thì ở đây là cái thằng này đóng vai trò giống như chữ A nè, này là A nè. Cái này đóng vai trò B nè. A với điều kiện B không? Giống công thức như này nè. Thì hai thằng này giao với nhau thì nó chính là bị loại ở vòng thứ hai, thấy không? Bị loại vòng thứ hai có nghĩa là nó đậu vòng thứ nhất và thi vòng thứ hai thì nó bị loại. À, thì cái biến cố này nè, cái biến cố này nè, nó chính là biến cố này, đúng không? À, còn biến cố A ngang này thì ở trên đây mình tính rồi, xác suất nó bằng là 0,93 mình ghi lại thôi. Còn cái xác suất của biến cố A2 ngang giao với A1. À, cái này là mình áp dụng công thức nhân xác suất nè. Từ đây qua đây thì mình đã áp dụng công thức nhân xác suất nè, đúng không? Công thức nhân xác suất của hai biến cố thôi.
tức là đây là A1 xảy ra trước thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A1 nhân cho xác suất biến cố A2 ngang với điều kiện A1. Đấy. Bây giờ mình thế số vô ha. Thì xác suất nó đậu vòng thứ nhất là 0,7 nè. Còn cái này là nó rớt vòng thứ hai với điều kiện nó đậu vòng thứ nhất. Này nó rớt vòng thứ hai. Bây giờ mình thấy là ở đây là nó đậu qua vòng thứ hai. Chỗ này là chỗ này là gì? Chỗ này đậu vòng thứ hai. Biết rằng đã đậu vòng thứ nhất không, chỗ này biết rằng đậu vòng thứ nhất, thì xác suất đậu vòng thứ hai là 0,5. Nhưng mà vậy thì trong số mấy 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 đứa mà nó bị trong số mấy đứa mà nó được qua vòng thứ nhất á, thì nó có 50% là nó đậu vòng thứ hai, vậy còn 50% còn lại là nó rớt vòng thứ hai đúng không? Thì cái xác suất của biến cố A2 ngang với điều kiện A1 là nó sẽ bằng 0,5. À, thì các anh chị cũng lưu ý cái công thức này nè, để tôi ghi lại, tức là mình cũng trong cái công thức xác suất điều kiện nó cũng có công thức biến cố đói, tức là xác suất của biến cố B ngang mà với điều kiện A đó thì nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố B với điều kiện thì đối với cái công thức xác suất điều kiện thì nó cũng có công thức biến cố đói như thế này. Và mình áp dụng thì mình thế số vô thì cái này nó ra là 376 37663. Bây giờ ví dụ như trong cái đề này mình sẽ hỏi là bây giờ một thí sinh thi thi thì thấy thí sinh đó bị loại. Bây giờ cái nhiều khả năng nhất là nó sẽ bị loại ở vòng thứ mấy? Đấy, bây giờ một câu hỏi đặt ra như thế. Thì bây giờ là mình cũng sẽ tính cái xác suất điều kiện này các anh chị. Mình tính xác suất điều kiện này tức là mình sẽ tính xác suất là thí sinh này bị loại vòng thứ thứ nhất với điều kiện bị loại, mình sẽ tính tất cả cái này kìa, xác suất thí sinh bị loại ở vòng thứ nhất với điều kiện bị loại. Đó, cái này mình tính ra bao nhiêu, và xác suất thí sinh bị loại ở vòng thứ hai thứ ba, bị loại vòng thứ ba tức là A3 ngang với điều kiện A ngang, là mình sẽ thử tính cái này kìa. Thử tính cái này mình tính cái này ra rồi mình so sánh với con số này nữa, mình coi cái nào lớn thì nhiều khả năng nhất là nó sẽ bị loại ở vòng thứ đó. Bây giờ tôi lấy ví dụ nè, ví dụ như muốn tính xác suất của biến cố A1 ngang với điều kiện A ngang ha. Tính xác suất của biến cố A1 ngang với điều kiện A ngang thì lúc này mình sẽ áp dụng cái công thức này phải không? Nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A1 ngang A1 ngang chia cho cái xác suất của biến cố A ngang, thì cái này A1 ngang thì nó bằng 0,3 đó, xác suất đậu vòng thứ nhất là 0,7, xác suất nó rớt vòng thứ nhất là 0,3 chia cho 0,93. Và ở đây mình sẽ tính ra chia cho 0,93 này là 0,3226 à, thì cái xác suất này nó là 0,3226 0,3226. Còn bây giờ mình tương tự vậy thì mình sẽ tính xác suất nó bị loại vòng thứ ba thử xem ha, xác suất nó bị loại vòng thứ ba thì cái công thức này nó sẽ bằng cái gì, bị loại vòng thứ ba là bằng xác suất của biến cố đậu vòng thứ nhất, đậu vòng thứ hai và loại vòng thứ ba thế này và chia cho xác suất bị loại. Thì bây giờ mình muốn tính xác suất của ba biến cố này thì lúc này nó sẽ bằng cái gì, 0,7 nè, rồi A2 với điều kiện A1 là bằng 0,5 nè, và cuối cùng là A3 này, A3 ngang này với điều kiện A1 A2 thì A3 là với điều kiện A1 A2 là 0,2, vậy thì A3 ngang với điều kiện A1 A2 thì nó ra 0,8. Cái này 0,8. Bây giờ chia cho 0,93. Thì bây giờ mình lấy máy tính bấm nè. Thì bây giờ là 0,7, 0,7 nhân cho 0,5 rồi nhân cho 0,8. Tất cả cái này chia cho 0,93.
thì nó ra 28 bằng 93 là 0,30111. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng là trong số các thí sinh bị loại thì có 37% là bị loại vòng thứ hai, 32% bị loại ở vòng thứ nhất và 30% bị loại ở vòng thứ ba. Thấy không? Thì cái này có nghĩa là nó bị loại vòng thứ ba này. Trong số các thí sinh bị loại thì nó sẽ có 30% bị loại ở vòng thứ ba, 37% bị loại ở vòng thứ hai và 32% bị loại ở vòng thứ nhất. Như vậy thì nhiều khả năng nhất là nó sẽ bị loại ở vòng thứ thứ hai đó. Ví dụ như mình có một người bạn vô thi phải không, đấy bây giờ nó nói tao thi gớt rồi mày ơi, đấy thì bây giờ là nhiều khả năng mình đoán rồi, nhiều khả năng nhất là nó sẽ thi gớt ở vòng nào, bị loại ở vòng nào. Nó ý nghĩa của bài toán là như thế. Thì cái ví dụ 1.15 nè, nó cũng dạng như thế này, tức là để dập tắt nạn dịch sâu hại lúa ha, người ta tiến hành phun thuốc liên tiếp 3 lần liên tiếp trong 1 tuần, xác suất lần đầu bị chết là 0,5, có nghĩa là thí sinh sâu này bị loại nè, giống như cái bài bị loại trên. Nếu sâu sống sót thì khả năng chết ở lần thứ hai là 0,7, vậy thì khả năng sống ở lần thứ hai nữa là 0,3, nếu mà sống ở lần thứ nhất thì xác suất sống ở lần thứ hai là 0,7, 0,3. Còn nếu sâu chưa chết ở lần thứ hai thì sâu khả năng sâu chết ở lần thứ ba là 0,9. Thì ở đây mình có thể giải trực tiếp bài này, hoặc là mình coi như đây là cuộc tuyển thí sinh sâu ha, sống sót sau 3 lần, tức là xác suất sâu nó sẽ sống sau 3 lần phun thuốc, làm giống như bài ở trên. Thấy không? Đấy, thì cái cách hai, cách giải số 2 ở đây là các anh chị có thể tham khảo thêm. Rồi sau đó mình sẽ tính biến cố đối nó lại thì mình sẽ ra được cái xác suất là thí sinh sâu này nó bị chết. Tức là xác suất để thí sinh để coi sâu nó bị chết sau 3 đợt phun thuốc là 98,5%. À, cho nên nếu mà mình phun thuốc nhiều nhiều đợt thì nó sẽ nhiều khả năng xác suất sâu chết nó sẽ có nó cao hơn. Mình phân tích nè. Bây giờ đặt A y là biến cố sâu chết ở lần phun thứ y. Rồi A là biến cố sâu chết sau trong đợt phun thuốc. Thì biến cố A1 là 0,5. Đúng chưa? A1 là 0,5. Rồi biến cố A2 với điều kiện A1 ngang. A1 có nghĩa là nó chết phải không? Chết lần thứ nhất trong đợt phun thứ nhất. Còn như nếu mà A1 ngang có nghĩa là sâu sống trong lần phun thứ nhất, thì xác suất để lần thứ hai nó chết là bằng 0,8. Rồi là BA3 nghe, A3 với điều kiện A1, A2, tức là nếu mà nó sống ở lần thứ nhất và lần thứ hai thì xác suất nó chết ở lần thứ ba là 0,9. Đó, và biến cố A là gì? Biến cố là sâu chết sau đợt trong thời phun thuốc đó, thì nó sẽ bằng tích tổng các tích của biến cố này. Tức là hoặc là nó chết ở lần thứ nhất, hoặc là nếu mà nó sống lần thứ nhất thì nó phải chết lần thứ hai, hoặc là nó nếu mà nó sống ở 2 lần đầu thì nó phải chết lần thứ ba, thì lúc này gọi là xác suất sâu chết. Đó, thì ở đây mình sẽ áp dụng công thức xác suất của tổng bằng tổng xác suất trong trường hợp này là nó là xung khắc nè. Đó, mình sẽ thế số vô lần lần thì nó ra được. Còn cách hai đó là mình sẽ gọi biến cố A ngang là biến cố sâu sống sót qua 3 đợt phun thuốc luôn. Đó, thì ở đây mình sẽ có BA1 là bằng 0,5 nè, A1 ngang nhé. Rồi A2 ngang với điều kiện A1 ngang có nghĩa là nó sống lần thứ hai với điều kiện lần thứ nhất nó sống. Còn BA3 ngang với điều kiện A1 ngang, A2 ngang có nghĩa là nó sống lần thứ ba với điều kiện lần thứ nhất, lần thứ hai nó sống. Thấy không? Thì nó ra 0,015. Và mình lấy biến cố đối lại là biến cố xác suất sâu chết là bằng 1 trừ xác suất biến cố A ngang. Đấy. Thì nó ra 0,9895. Thế thì đó là cái công thức nhân xác suất ha. Bây giờ tôi nói tiếp về cái công thức hai biến cố độc lập. Thì hai biến cố được gọi là độc lập nếu mà xác suất của biến cố tích thì bằng tích các xác suất. Thì như vậy thì hai biến cố độc lập á là nếu như xác suất của A với điều kiện B nó bằng xác suất của biến cố A, hoặc là xác suất của B với điều kiện A nó bằng
xác suất biến cố B. Nói cách khác là việc xảy ra của A, việc xảy ra của hay là không xảy ra của A, của biến cố B nó không ảnh hưởng đến A, và việc xảy ra của A hay là không xảy ra của A nó cũng không ảnh hưởng đến B. Thì như vậy thì mình gọi đó là hai biến cố độc lập. Mà nếu mà hai biến cố độc lập thì xác suất của biến cố A giao B nó sẽ bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B. Đó, thì đây là hai biến cố độc lập. Thì ở đây mình sẽ có công thức này đó, công thức 1.14 là công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập. Đó, thì cái ví dụ 1.16 này thì mình tham khảo giùm ha. Thì đây có hai hộp đựng các quả cầu đó. Thì hộp một là 5 quả cầu xanh là 3 quả cầu đỏ. Hộp 2 là đựng 2 quả cầu xanh, 6 quả cầu đỏ. Từ mỗi hộp mình lấy ra một quả cầu. Như vậy thì cái việc mà mình lấy một quả cầu từ hộp thứ nhất đó, nó màu xanh hay màu đỏ, nó không ảnh hưởng đến cái xác suất để lấy được quả cầu màu đỏ từ cái hộp thứ hai, đúng không? Đấy, cho nên là hai biến cố này nó độc lập này. Hai biến cố này độc lập. Và nếu mà hai biến cố độc lập thì xác suất của tích rồi bằng tích xác suất. Thì đây là áp dụng công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập. Thì cái ở phần D này đó là định nghĩa N biến cố độc lập. Không? N biến cố độc lập nếu như là ở trong cái hệ N biến cố đó đó, thì việc xảy ra của một hay một nhóm biến cố trong đó nó không ảnh hưởng đến các biến cố còn lại. Thì cái đó nó gọi là N biến cố độc lập ha. Thì ở đây mình có sự phân biệt được là một cái hệ N biến cố độc lập với một cái hệ từng đôi các biến cố độc lập ha. Đó. Và cái ví dụ điển hình cho cái việc là ba biến cố độc lập đó là cái ví dụ 1.7 này các anh chị. Ví dụ 1.7 tức là trong một đội tuyển có 3 vận động viên A, B, C thi đấu. Và giả sử mỗi người thi đấu một trận độc lập với nhau, có nghĩa là việc A thắng hoặc là thua nó không ảnh hưởng đến cái xác suất thắng của B và C, không đấy. Hoặc là nếu mà cả A, B cùng thua hoặc là cùng thắng gì đó thì nó cũng không ảnh hưởng đến C. Thì ở đây mình nói là ba biến cố độc lập đó. Thì đó, trong trường hợp ba biến cố độc lập này đó, thì bây giờ mình tính xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận, tức là mình sẽ lấy biến cố đội tuyển thắng không không thắng trận nào, không thắng trận nào, có nghĩa là A thua, B thua, C thua hết, đúng không? Đấy, A thua, B thua, C thua hết. Thì cái này là xác suất cả ba người cùng thua nè. Đó. Nhưng mà cái ba biến cố này độc lập rồi, cho nên là xác suất của tích nó sẽ bằng tích xác suất. Thì bây giờ ở đây là xác suất A thắng là 0,6, vì A thua là 0,4. B thắng là 0,7 vì xác suất B thua là 0,3. C thắng là 0,8 vì xác suất C thua là 0,2, và nhân mấy cái này lại với nhau, lấy 1 trừ cho nó. À, còn mình làm câu B á, thì mình sẽ tính câu B là nó yêu cầu mình tính xác suất điều kiện cái gì? A thua, xác suất A thua không? Trong trường hợp này là điều kiện nè. Đội tuyển thắng hai trận, cái này là biến cố E, cái này biến cố A thua tức là biến cố A ngang. Bây giờ đây có nghĩa là mình sẽ tính xác suất của biến cố A ngang với điều kiện E, A ngang với điều kiện E tức là xác suất A thua với điều kiện là đội tuyển thắng hai trận, thấy không? Thì biến cố đội tuyển thắng hai trận là biến cố này cái gì? Đội tuyển thắng hai trận thì nó xảy ra ba trường hợp là A thắng, B thắng, C thua, đúng không? Hoặc là A thắng, C thắng, B thua. Hoặc là B, C thắng, A thua. Đấy, thì cái này là xác suất đội tuyển thắng hai trận. Và do trong cái từng nhóm này đó là nó độc lập với nhau đó, cho nên là xác suất của biến cố tích này là bằng tích xác suất. Đó, và mình thế vô thấy không? Đây là xác suất biến cố vận động viên A thắng là 0,6 nè. Rồi vận động viên B thắng là 0,7 nè, đúng chưa? Rồi vận động viên thua, vận động viên C thua là bằng 0,2. Rồi giờ mình cộng cho này, xác suất A thắng là 0,6. Xác suất B thắng là 0,7 vì B thua là 0,3. Rồi đó là xác suất C thắng là 0,8 này. Rồi tương tự bên đây là gì? A thua là 0,4.
B thắng là 0,7 và C thắng là 0,8. Và cái này mình nhân với nhau hết thì sau đó mình cộng lại thì nó ra 0,452. Thì xác suất biến cố E là 0,452 ha. Đó, bây giờ mình sẽ tính cái xác suất A thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận. A thua là biến cố A gạch nè. Thì đội tuyển thắng 2 trận. Thì trong 3 trường hợp này thì nó có trường hợp thứ 3 là A thua đúng không? Vậy thì xác suất A thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận tức là xác suất của biến cố A thua BC thắng. À, chia cho xác suất biến cố E và cái này nó bằng 0,4956. Ví dụ như mà người ta thi một cái đội tuyển này nó thi đấu về là mình biết là đội tuyển này nó có 2 trận thắng, 1 trận thua. Bây giờ mình tính coi nhiều khả năng nhất là cái người bị thua đó là người nào, nhiều khả năng nhất. Thì nó sẽ khi này người ta sẽ hỏi như thế. Và cái ví dụ 1.18 thì các anh chị tham khảo giùm ha. 1.18 12 vận động viên 1.18 mình tham khảo có bây giờ giải rồi. 1.19 là bắn liên tiếp vào mục tiêu cho đến khi có viên đạn trúng mục tiêu thì dừng, tính xác suất việc bắn là dừng ở lần thứ tư. Dừng ở lần thứ tư có nghĩa là 3 lần đầu nó chặt, cái lần thứ tư nó trúng nó mới dừng đúng không? Đấy. Các cái ví dụ 1.19, 1.20 này chúng ta tự đọc ha. Bây giờ mình sẽ đi vào cái công thức tiếp theo ở trong cái công thức tính xác suất này, đó là công thức xác suất đầy đủ. Công thức xác suất đầy đủ. Thì để nghiên cứu công thức xác suất đầy đủ này đó thì chúng ta phải nhớ phải hiểu cái hệ đầy đủ các biến cố. Bây giờ cái hệ thế nào được gọi là hệ đầy đủ các biến cố? Thì một hệ được gọi là đầy đủ biến cố nếu như trong hệ này đó, nếu mà 2 biến cố bất kỳ thì lúc nào nó cũng xung khắc với nhau thì mình gọi nó là phải là từng đôi xung khắc. Và thứ thứ hai nữa là gì? Thứ hai là hợp tất cả các biến cố này thì nó ra biến cố chắc chắn. Thì cái hệ như thế nó gọi là hệ đầy đủ biến cố. Thì cái hệ đầy đủ biến cố á, thì nó còn gọi là một cái sự phân hoạch của không gian mẫu. Sự phân hoạch không gian mẫu tức là thế này. Bây giờ cái không gian mẫu omega như thế này. Bây giờ mình sẽ chia nó ra thành những n phần rời nhau, n phần rời nhau. Cái này mình ký hiệu là B1, này là mình ký hiệu B2, vân vân. Cái này ký hiệu BN thì nó rời nhau như thế này. Thì cái B1, B2 đến BN này nó gọi là hệ đầy đủ biến cố hay là một sự phân hoạch không gian mẫu. Phân hoạch nó ra thì có nghĩa là 2 cái phần nó khác nhau, nó phải không có điểm chung, nó rời nhau. Và hợp tất cả các phần này nó ra đúng bằng cái không gian mẫu này. Và mình có thể mô tả cái hệ đầy đủ biến cố như thế này các anh chị. Một cái hệ đầy đủ biến cố là một cái hệ mà khi mà mình tiến hành phép thử thì chắc chắn nó phải có một biến cố nào đó trong cái hệ đó xảy ra. Chắc chắn nó phải có một biến cố nào đó trong cái hệ này, nào đó trong cái hệ này xảy ra. Chắc chắn nó chính là cái điều này. Và thứ hai nữa là không có hai cái biến cố nào đó trong cái hệ đó cùng xảy ra được. Không có 2 biến cố nào trong cái hệ đó cùng xảy ra được. Tức là BI giao BG là bằng biến cố không. Ví dụ như trong cái kho hàng của mình đó, là nó có 3 loại sản phẩm A, B, C đi. Trong cái kho hàng mình nó có 3 loại sản phẩm thôi, chỉ có 3 loại sản phẩm là A, B, C thôi. Bây giờ nếu mà mình lấy ngẫu nhiên cái một sản phẩm thì chắc chắn cái sản phẩm này nó sẽ thuộc vào một trong 3 loại này. Chữ chắc chắn đúng không? Chắc chắn là cái sản phẩm này nó phải phải thuộc một trong 3 loại này. Và chắc chắn tức là tôi đang nói cái điều thứ thứ nhất thứ hai này là chắc chắn này đúng không? Chắc chắn là nó phải có một cái biến cố nào đó trong 3 biến cố đó xảy ra. Và thứ hai nữa là gì? Cái sản phẩm em lấy ra đó nó không thể nào mà nó vừa là sản phẩm loại A mà vừa là sản phẩm loại B, tức là B1 giao với B2 lúc nào cũng ra biến cố không. Đây. Thì nó là hệ đầy đủ biến cố.
Thì đối với cái hệ đầy đủ biến cố á, thì mình sẽ có công thức xác suất như thế này. Bây giờ là trong cái không gian mẫu omega này, nó mình có một cái hệ đầy đủ biến cố là B1, B2 đến BN này. Ở đây mình có một cái biến cố A. Bây giờ mình muốn tính cái xác suất của biến cố A. Thì thực chất đó là biến cố cái hệ đầy đủ biến cố này nó chia cái không gian mẫu làm n phần rời nhau, thì đồng thời như vậy thì nó cũng sẽ chia cái biến cố A thành n phần rời nhau, tức là cái này là B1, B1 giao với A, cái chỗ này là B2 giao với A, nó chia ra đó, rồi cái này là B3 giao với A, dần 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 cái chỗ này nó chính là BN giao với A. Không, như vậy thì khi mà cái hệ B1, B2 đến BN này mà nó chia cái không gian mẫu làm n phần rời nhau, thì đồng thời nó cũng chia cái biến cố A này thành n phần rời nhau, n phần rời nhau. Như vậy thì muốn tính xác suất của biến cố A đó thì mình sẽ tính tổng xác suất của n phần này lại, đúng không? Mà mỗi phần á, ví dụ như mình muốn tính cái xác suất của biến cố A1 đi, B1 nhân cho A đi, thì bây giờ mình áp dụng cái công thức nhân xác suất vô thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố B1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B1. Thì đối với xác suất của biến cố B2A mình cũng làm tương tự như vậy, thì mình cộng lên hết thì nó ra được cái công thức này. Và cái công thức này nó gọi là công thức xác suất đầy đủ, hay còn gọi là công thức xác suất toàn phần. Nó có nhiều tên gọi lắm. Nhưng mà trong tài liệu này mình gọi là công thức xác suất đầy đủ ha. Có tài liệu nó gọi là công thức xác suất toàn phần. Toàn phần là tôi thấy ở trong một cái tài liệu tiếng Anh nó để là total, chữ total là toàn phần, tổng thể đó. Đấy không? Hoặc là công thức xác suất theo giả thiết. Đấy. Đấy, nó có nhiều cái tên gọi nhưng mà tôi thấy là đa số giáo trình ở Việt Nam mình đó là nó ghi công thức xác suất đầy đủ. Thì một số cái đó là công thức xác suất đầy đủ ha. Thì bây giờ sau khi mà mình đã tính được cái xác suất của biến cố A rồi. Ở đây là xác suất của biến cố A nè. Đó. Thì sau khi biến cố A nó xảy ra rồi, bây giờ mình đảo ngược lại mình coi coi mỗi cái thằng BZ này nó xảy ra với xác suất bao nhiêu, thì ở đây mình sẽ được công thức 3Z. Không? Công thức 3Z. Đó. Thì cái xác suất của biến cố BZ với điều kiện A đã xảy ra. Không? Thì cái bóng dáng đó là nó nằm ở trong mấy cái bài tập là lúc nãy tôi hay hỏi thêm đó. Tôi hỏi thêm là cái gì? Ví dụ như ở đây là ba vận động viên thi đấu, ba vận động viên thi đấu. Mà bây giờ đó là tôi thấy cái đội tuyển khi mà nó về nó báo cáo là đội tuyển có 2 trận thắng, 1 trận thua. Đó. Bây giờ tôi muốn biết là nhiều khả năng nhất là vận động viên nào thua. Đó. Thì tôi sẽ đi tính xác suất điều kiện này, nè. A thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận, B thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận và C thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận. Và tôi sẽ biết được nhiều khả năng nhất là vận động viên nào thua. Đó. Thì giống như cái bài toán mà ứng cử viên chức tổng giám đốc đó. Thì bây giờ đó là một người thi là thấy là bị loại rồi. Bây giờ nhiều khả năng nhất người này bị loại vòng nào? Thì cái này nó cũng thuộc cái công thức xác suất, công thức 3Z. Thấy không? Và một cái ví dụ điển hình cho công thức 3Z là chỗ này các anh chị. Rồi, công thức thường là công thức xác suất đầy đủ, nó hỏi công thức xác suất đầy đủ thì nó sẽ hỏi liền theo cái công thức 3Z. Thấy không? Thì cái ví dụ về Bắc Thăm là lúc nãy tôi có nói là các anh chị có thể tham khảo thêm. Ví dụ Bắc Thăm ha. Đó, còn một cái ví dụ điển hình cho cái bài này đó, công thức đầy đủ và công thức 3Z là ví dụ 1.22 nè. Thì một lô hạt giống thì nó gồm có 3 loại để lẫn lộn. Loại 1 thì 2 phần 3, loại 2 là 1 phần 4, còn loại 3 còn lại là loại 3. Bây giờ tỷ lệ nảy mầm của 3 loại lần lượt là 80%, 70% và 50%. Đó, bây giờ mình lấy ngẫu nhiên một cái hạt từ cái lô hạt giống này thì tính xác suất hạt lấy ra nảy mầm được. Và ý nghĩa của cái xác suất này đối với lô hạt giống là gì? Câu B. Giả sử hạt giống lấy ra nảy mầm được. Tính xác suất
hạt giống đó thuộc loại 2. Và câu C, giả sử hạt giống lấy ra không nảy mầm được, nhiều khả năng nhất hạt giống nó thuộc loại nào? Tại sao? Thì ở đây mình sẽ đặt tên cái biến cố như thế này các anh chị. Đặt tên biến cố là bây giờ ở đây nó kêu tính xác suất hạt giống lấy ra nảy mầm được, phải không? Đấy, nảy mầm được, hạt giống lấy ra nảy mầm được. Thì ở đây mình sẽ gọi tên cái thằng này là biến cố luôn nè. Gọi A là biến cố hạt giống lấy ra nảy mầm được, đúng không? Đấy. Gọi tên biến cố. Nhưng mà khi mà mình lấy một cái hạt giống này thì nhiều khả năng, nó có khả năng là hạt giống này là loại 1, có khả năng hạt giống này loại 2, có khả năng hạt giống này loại 3. Cho nên mình sẽ đặt tia thêm ba biến cố nữa là BI là hạt giống lấy ra thuộc loại thứ Y. Không, nó có ba loại. Thì bây giờ mình sẽ đi tính xác suất của biến cố BI này. Thì ở trong cái lô hàng này mình thấy là 2 phần 3 loại 1, 1 phần 4 loại 2 và còn lại là loại 3. Vậy thì xác suất nó loại 1 là 2 phần 3, rồi xác suất nó loại 2 là 1 phần 4. Vậy thì còn lại là mình lấy 1 trừ 2 phần 3 trừ cho 1 phần 4 thì nó ra 1 phần 12. Như vậy thì loại C á, loại 3 đó là nó chiếm là nhiêu? 1 phần 12 thôi. Và bây giờ cái xác suất điều kiện là sao? Thì bây giờ đó loại 1 tỷ lệ nảy mầm là 80%. Như vậy thì xác suất hạt giống lấy ra nảy mầm được với điều kiện nó thuộc loại 1 80%, tức là 0,8. Không? Nếu nó là loại 2 thì xác suất nảy mầm là 0,7, nếu nó là loại 3 thì xác suất nảy mầm là 0,5. Đó, bây giờ mình áp dụng công thức xác suất đầy đủ là công thức ở trên đây nè các anh chị. Công thức đây nè, thấy không? Công thức đây nè. Áp dụng vô. Thì đây trong cái trường hợp bài này của mình nó là y nó chạy từ 1 đến 3 thôi. Phải không? Y chạy từ 1 đến 3 thôi. Thì công thức này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong công thức này có nghĩa là gì? Là B là xác suất của biến cố B1 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B1, rồi cộng cho xác suất của biến cố B2 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B2, rồi cộng cho xác suất của biến cố B3 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B3. À, và tất cả những cái số này nó có nè. B1 bằng 2 phần 3. Đúng chưa? Số này là bằng 2 phần 3. Và A với điều kiện B1 là 0,8 thế xuống. B2 là bằng 1 phần 4. 1 phần 4. Và A với xác suất của biến cố A với điều kiện B2 là 0,7. Đúng không? 0,7. Và xác suất biến cố B3 là bằng 1 phần 12. 1 phần 12. Và xác suất biến cố A với điều kiện B2 là 0,5. Rồi mình thế số vô và lấy máy tính mình bấm ra là 0,75. Thì cái ý nghĩa này, cái này có ý nghĩa là gì? Cái ý nghĩa này nó chính là tỷ lệ nảy mầm chung của lô hạt giống, của cái lô trộn á, không lô trộn à, ví dụ như mình buôn bán, mình muốn có lời thì mình sẽ lấy cái hạt giống mà tỷ lệ nảy mầm cao đó, giá nó mắc, đúng không? Đó, rồi bây giờ mình đi trộn với những cái hạt giống mà có tỷ lệ nảy mầm thấp để nó ra được cái giống trung gian, cái tỷ lệ nảy mầm nó lửng lửng, nó không có cao không thấp đó. Thì mình làm theo cách này, trộn hạt giống đó. Thấy không? Thì có nhiều ở trên quê tôi một cái giai đoạn là có nhiều nó xí nghiệp bán thuốc trừ sâu đó, nó làm giả hạt giống đó, bán cho người dân đó. Thì người dân người ta mua, người ta thấy hạt giống mà lấy ra thì thấy nó có nhuộm thuốc đỏ đỏ như hạt bắp đó, nhuộm thuốc đỏ đỏ rồi chắc là giống giống thiệt rồi, không đem về gieo thấy cũng nhuộm đỏ đó, như đeo về gieo nhưng cây bắp nó không có lên, có khi nó lên nhưng mà nó cũng èo ọt, nó không có giống như cái bắp lai bình thường đấy. Nó cũng trộn lẫn này kia đó các anh chị đấy. Thì tôi nói thêm thôi. Về cái có ba loại hạt giống mà cái tỷ lệ nảy mầm nó khác nhau như thế này nè, đúng không? Bây giờ mình phải phối trộn theo những cái tỷ lệ cũng khác nhau nữa thì nó sẽ ra được cái lô hạt giống mới có tỷ lệ nảy mầm. Thì mình sẽ nhận xét là cái con số này nè, cái 0,75 nè, nó chính là
nó nằm giữa hai con số 0,5 và 0,8, nằm giữa thôi chứ không phải nằm chính giữa nha, nằm giữa thôi. Nó phải nhỏ hơn cái số 0,8 và nó lớn hơn cái số 0,5. Còn nếu mà mình tính ra mà nó lớn hơn 0,8 hoặc là nó nhỏ hơn 0,5 này là sai đó. Đấy, thì ở đây nó chính là cái tỷ lệ nảy mầm chung của lô hạt giống ha. Thường cái bài này nó hay hỏi về cái ý nghĩa đó. Rồi bây giờ cái câu B, giả sử như hạt giống lấy ra nảy mầm được, bây giờ mình sẽ tính xác suất để nó thuộc cái loại 2. Thuộc loại 2. Không? Thì ở đây mình áp dụng công thức 3Z á, công thức 3Z, nhưng mà đáng lẽ là chỗ này nè. Công thức 3Z là ở đây là nguyên cái tổng. Cái tổng này thật ra là xác suất của biến cố B, biến cố A đó, chỗ này là. Cái này thật ra nó chính là gì? Cái này là xác suất của biến cố BJ giao với A chia cho xác suất của biến cố A. Với điều kiện là nếu nếu như BA này mình chưa tính đó, thì mình sẽ thay công thức xác suất đầy đủ vô chỗ này. Phải không? Mình sẽ thay cái BA bằng cái này. Còn nếu mình BA mình tính rồi đó, thì mình thế số của BA vô thôi. Cái chỗ này mình tính là BA rồi nè, BA là 0,75 nè, thấy không? Rồi mình thế vô thì cái này bằng 7/30. Và tương tự như vậy thì ở câu C đó, ở câu C nó nói là giả sử hạt giống lấy ra là không nảy mầm được thì nhiều khả năng nhất hạt giống nó thuộc loại nào? Tại sao? Bây giờ mình sẽ tính xác suất hạt giống lấy ra không nảy mầm được là 0,25 ha. Biến cố đói thôi, này là biến cố đói thôi. Bây giờ là khả năng hạt giống nó thuộc loại 1 là như thế nào? Đó, thì mình áp dụng công thức bay này, 3Z này trong trường hợp này. Thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố B1 nhân cho xác suất của biến cố A ngang với điều kiện B1 chia cho xác suất của biến cố A ngang. A ngang là mình đã tính ở trên đây rồi, nếu không tính ở trên đây nữa là mình phải phải sử dụng cái công thức xác suất đầy đủ để mình tính BA ngang, đúng không? Đó. Thì cái này nó bằng 6/30 nè. 6/30 ha. 16/30. Và tương tự vậy thì hạt giống không nảy mầm đó thuộc loại 2 là 9/30 và thuộc loại 3 là 5/30. Như vậy thì mình so sánh ba con số này. Thì trong số 30 hạt không nảy mầm được thì nó có 16 hạt là thuộc loại 1, 9 hạt thuộc loại 2 và 5 hạt thuộc loại 3. Đúng không? Cho nên là nhiều khả năng nhất là nó thuộc loại 1. Thì đó là cái phần phần chương 1 mà tôi ôn cho các anh chị, đó là nó có các cái công thức xác suất đó. Còn cái chỗ này đó là công thức Bernoulli này đó, thì mình tham khảo thêm thôi. Tại vì ở phía sau đó là cái chỗ chương 3 đó là mình sẽ có cái phần cái công thức phân phối nhị thức là nó giống cái Bernoulli này rồi. Đúng không? Bernoulli này. Mình có thể tham khảo thêm cái chỗ này. Cái chỗ quá trình Bernoulli ha. Rồi, mình tham khảo thêm chỗ này đi. Thì đây thì buổi đầu tiên là tôi đã ôn cho các anh chị về về cái phần xác suất, tức là cái công thức có phép thử biến cố và xác suất cũng như công thức tính xác suất, tức là mình có ba phần của chương 1. Chương 1 này thì các anh chị có thể là mình sẽ đọc tài liệu lại, và nếu mà cần thì mình sẽ xem mấy cái video cái video mà tôi ghi ghi hình lại bữa nay, thì tôi sẽ gỡ lên cái YouTube ha, tôi gỡ lên YouTube rồi tôi chuyển cái đường link cho các anh chị. Rồi buổi học của mình đến đây tạm dừng ha. Cái này là thằng Khừng hỏi rồi, nhất trí như thế. Bây giờ tôi sẽ gỡ cái đường link lên YouTube, tại tôi có tài khoản YouTube rồi. Vậy là buổi học hôm nay tới đây tạm dừng nha. Chào các anh chị nha. Dạ, chào thầy. Rồi, rất cảm ơn thầy. Rồi rồi, chào. Thầy. Chào thầy. Có gì gửi link qua cho mấy em nghe thầy ơi. Rồi, tôi sẽ gửi vào cái nhóm Zalo, cái nhóm Zalo cũng đang gửi cái đường link. Dạ, lâu lắm thầy ơi. Em Rồi, bye bye đang chống dịch mà em đang học luôn á. ha. Rồi, thôi, cố gắng lên, cố gắng lên. Rồi. Em 9 mấy ký vậy em còn 7 mấy ký, khổ quá. Sẵn qua giai đoạn này giảm Em cân luôn. cảm ơn thầy nha. Rồi rồi Bye rồi bye. rồi bye bye.